Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện nam phụ ác độc thì phải muốn gì thì làm. Thế giới thứ hai Bạch Nguyệt Quang sau khi trở về phần 4. chương 32 trận diễn này Lục Bạch đều không phải là tay không mà đến. Từ duệ năm đó tạo nghiệt chưa bao giờ là kiểu cầm tù đơn giản như vậy mà là đùa bỡn nhân tâm. Lục Bạch vẫn nhớ rõ ràng 20 thiếu niên bao gồm cả cậu trong đó có một đứa nhỏ nhất mới chỉ 12 tuổi nó so với bất luận kẻ nào trong bọn cậu đều càng giống dịch văn trác hơn đặt cùng với ảnh chụp của dịch văn trác khi còn nhỏ tựa như một đôi song bào thai đứa nhỏ này là một cô nhi được từ duệ cho người lừa nhận nuôi từ cô nhi viện mang về lục bạch còn nhớ rõ bộ dạng của nó thời điểm bị đẩy mạnh xuống tầng ngầm vô tư cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ học tập thật tốt là có thể nhận được tình yêu thương của cha mẹ từ thúc thúc đối với em rất tốt em chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy cũng chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường mềm mại như thế Chú ấy nói chờ em học xong liền đưa em đến trường đi học, em về sau sẽ học tập thật giỏi, nhất định phải có tiền đồ, sau đó báo đáp chú. Đứa nhỏ từ bé đã không có cha mẹ, khát vọng đối với gia đình vô cùng lớn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, trong 20 đứa trẻ, nếu có một người là thiệt tình thực lòng muốn biến thành Dịch Văn Trác, chỉ sợ cũng chỉ có đứa bé này. Nhưng cuối cùng thì sao, nó nhận lại được gì, sau thời kỳ vỡ giọng, giọng nói so với Dịch Văn Trác trời nam biển bắc làm từ duệ vô cùng chán ghét, trực tiếp dùng dây thừng xiết cổ nó đến chết không thể ca hát thì tính làm thần tượng kiểu gì lục bạch nhớ rõ bộ dạng khi đứa bé bị kéo đi ngày đó trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ chết lặng cùng tuyệt vọng khi cảnh trong mơ bị xé rách đúng vậy thẳng đến khi gần chạm tới cái chết nó mới hiểu được nó chưa bao giờ nhận được chút ấm áp nào cả ngay từ đầu cái người anh hùng ôm nó gọi nó là bảo bối đem nó giải cứu khỏi cô nhi viện lạnh lẽo kia từ trước đến nay đều không có thật lòng yêu thương nó hệ thống đồng dạng có thể đọc được đoạn ký ức này sợ tới mức run bần bật từ duệ hắn không sợ bị phát hiện sao lục bạch nhẹ nhàng cười một tiếng hắn sợ chứ cho nên ngươi xem ta đến bây giờ đều không tìm được bất luận chứng cứ liên quan gì đó thôi cho dù là phó chiêu cũng không chắc tìm được một chút dấu vết để lại hệ thống trần chờ ngươi thật sự có biện pháp để đối phó hắn sao lục bạch gật đầu yên tâm có rất nhiều đường lui chờ hắn không chỉ có như thế lục bạch còn chuẩn bị thật tốt để giúp từ duệ một đại ân hiện tại nhân khí của dịch văn trác cao như vậy từ duệ muốn khẽ không ra tiếng động bắt được người tất nhiên không có khả năng cho nên lục bạch phải tốt bụng giúp hắn một phen hệ thống nhưng nhân khí của dịch văn trác cao như vậy rất khó đó lục bạch cho nên mới phải nhờ vào bản lĩnh của chủ ruộng dưa trong giới giải trí như ta rồi lưu lượng là con dao hai lưỡi có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền đặc biệt là đại phen trong vòng trừ bỏ những phen trung thành chân chính bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo ra đông đảo càng nhiều tiểu cô nương trẻ tuổi đều là phen đầu tường sao chỉ cần ta bò tường bò đến mau phòng ở liền vĩnh viễn sẽ không sụp sao đầu tường cỏ mọc đầu tường cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió gạch nối dấu lớn chỉ người lập trường không kiên định gió chiều nào theo chiều đó mà những cái gọi là fan 10 năm tình trường của Dịch Văn Trác kia nói trắng ra đều là từ duệ đứng sau một đầu thao tác, hơn nữa còn có một thế thân như Lục Bạch vẫn luôn sinh động xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng trong vòng. Nhưng càng là như vậy, Dịch Văn Trác liền càng dễ dàng lật xe, yêu hận bất quá chỉ cách nhau một đường mỏng, các nàng yêu Dịch Văn Trác càng điên cuồng, chờ đến thời điểm sập phòng, hận ý cũng sẽ càng lớn hơn gấp bội. Lúc trước thời điểm đánh giá cấp bậc trên phát sóng trực tiếp bởi vì số fan khổng lồ của Dịch Văn Trác tiến công muốn tiêu diệt Lục Bạch dẫn tới Lục Bạch cuối cùng nhận đánh giá cấp bậc thấp đến D, thậm chí còn không bằng một ít nghệ sĩ có danh xấu. Hệ thống, kỳ thật cũng rất kỳ quái, công chúng ngay từ đầu cũng không có đem ngươi so sánh với Dịch Văn Trác, đều là sau khi cái bài Weibo kia xuất hiện. Lục Bạch cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cho rằng vì sao lại xuất hiện cái bài Weibo như vậy? Ngươi là nói do đoàn đội của dịch văn Trác đúng vậy, lục bạch từ lúc bị chửi rửa liền nhìn thấu được tròn méo bên trong, còn nhớ 2.700 vạn dịch văn Trác đưa cho ta để mua phòng ở không, hắn muốn dùng số tiền đó để mua mạng của ta, để ta ở trước mặt từ duệ làm thế thân cho hắn cả đời. Y Theo hiện tại phát triển, nói vậy Dịch Văn Trác khẳng định đã cùng Từ Duệ tiếp xúc rồi, hắn sợ hãi Từ Duệ, sợ ở trước mặt Từ Duệ hình tượng bị sụp đổ làm Từ Duệ phát hiện mình bị lừa gạt, biện pháp chính là làm Từ Duệ không bắt được hắn, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người ta. Dù sao Từ Duệ đối với hình tượng kia bướng bỉnh như vậy, hắn đã sụp đổ thay vì tìm hắn, không bằng tìm ta càng tốt hơn không phải sao? Đậu má, Dịch Văn Trác là cái sao bíp bíp sao gì vậy, hệ thống tức đến mắng một chuỗi loạn mã. Lục Bạch bị nó chọc cười, cho nên a à, ta tính toán cho hắn một cái giáo huấn khắc sâu vào trí nhớ. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Dịch Văn Trác ý đồ dùng lưu lượng để đè ép Lục Bạch, vậy Lục Bạch cũng đơn giản làm cho Dịch Văn Trác nhấm nháp một chút tư vị vui sướng khi bị lưu lượng phản phệ đi. Lục Bạch muốn cho Dịch Văn Trác một lý do để thuận lý thành trương bị từ duệ bắt đi, sau đó biến mất. Dù sao đều đã bị toàn võng trào phúng, đem giấu đi không phải là cách làm tốt nhất sao? hệ thống lo lắng nhưng ngươi có chứng cứ liên quan nào có thể làm tan biến hình tượng của hắn không lúc trước đi ra nước ngoài kết hôn hoàn toàn có thể nói là vì yêu a à. lục bạch đã định liệu trước không có khả năng là vì tình yêu huống chi hoàn vũ không phải đã đổ rồi sao có một cô con gái của cố nhân nói vậy có thể liên hệ một chút lục bạch nói là phú thương lúc trước muốn bao dưỡng dịch văn trác cuối cùng bị hắn ta hại phải phá sản dương tổng mà người cậu nhắc tới là con gái của ông ta sau đó cậu lại kêu hệ thống đi tra chút tin tức mới biết được con gái của Dương tổng nhiều năm như vậy vẫn luôn ấp ủ suy nghĩ muốn báo thù Dịch Văn Trác, đáng tiếc Dịch Văn Trác biến mất 10 năm, hiện tại quay về lại là lưu lượng cường thịnh căn bản không có năng lực để hành động. Nhưng hiện tại Hoàn Vũ đã sập người đại diện cũ của Lục Bạch bị bắt giam, lại còn đắc tội với Từ Duệ, cho nên hắn nhất định đang rất cần người viện trợ. Nếu cô gái kia có thể cứu hắn một mạng, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói hết từ đầu chí cuối hệ thống, nhưng ngươi như thế nào xác định được là người phụ nữ kia sẽ ra tay? Lục Bạch, đương nhiên là, gửi cho cô ta chút tin tức. Lục Bạch lấy điện thoại ra, vô cùng thuận tay gõ số điện thoại của cô gái, đồng thời gửi cho nàng một bức ảnh, là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn ở bên nước ngoài của dịch văn Trác. Nỗi ô nhục đeo bám 10 năm, có thể rửa sạch rồi một cô gái ở thành phố cách xa đó sau khi nhận được tin nhắn đầu tiên là sừng sốt sau đó tay cầm điện thoại bắt đầu không ngừng run rẩy cuối cùng che miệng lại phát ra tiếng khóc nức nở mười năm cô vì chuyện này của cha mà bôn tẩu điều tra suốt mười năm cuối cùng kết quả lại là như thế này sao nhìn giấy hôn thú trong hình cô gái trước tiên rời khỏi nhà tìm một vị bằng hữu muốn chứng thực xem giấy đăng ký kết hôn này là thật hay giả nếu là thật như vậy chuyện lúc trước làm sáng tỏ quá đơn giản, lại Ngụy Quân Tử như dịch văn trác tự đem bán chính mình, lại đối với người giao dịch sinh lòng bất mãn, quay đầu tìm được mùi khác tốt hơn liền một chân đạp lên người trước, hơn nữa còn khoác lên hình tượng một đám ác nhân thông đồng làm bậy lừa gạt hắn nhằm gia tăng mị lực của chính mình, làm cho giá cả trở nên cao hơn nữa. Quá ghê tởm, trên thế giới này sao có thể tồn tại loại người đáng giận như dịch văn trác chứ? phải biết rằng tin nóng năm đó của hắn không chỉ hủy hoại sự nghiệp của cha cô mà còn là hủy hoại toàn bộ gia đình của cô cô gái không quên được thời điểm cha mình vô cùng hưng phấn đi gặp dịch văn trác đây là lần đầu tiên sau khi mẹ cô qua đời nhiều năm cha mới chỉnh sửa tân trang lại mình một chút làm bản thân thoạt nhìn càng thêm ngăn nắp gọn gàng cho dù sau đó bị cự tuyệt, cũng chỉ tỏ vẻ tiếc nuối, thậm chí còn chấn an cô, bảo rằng chính mình tìm một người bạn đời là nam để chăm sóc cô trưởng thành cũng không tốt, dịch văn Trác tuổi còn quá trẻ, đều là ông tham luyến sắc đẹp. Nhưng quay đầu, đã bị trên mạng đồn đãi thành như vậy. Tiếng mắng chửi che trời lấp đất, bên ngoài công ty của cha bị fan của dịch văn Trác đứng dơ đầy biểu ngữ làm lớn chuyện, còn có những đối thủ trên thương trường ở trong tối tiến công tiêu diệt. Những chuyện này, đều là do dịch văn Trác tạo nghiệt nếu hắn có khó khăn hắn có thể xin giúp đỡ nhưng hắn uống máu người vô tội để thượng vị nhất định sẽ phải trả giá đại giới rất nhanh cô gái bên này nhận được tin tức giấy chứng nhận kết hôn là thật mà theo giấy hôn thú này cô gái tìm hiểu nguồn gốc biết được tin tức năm đó sau khi họa ra kia chết dịch văn trác trở thành người thừa kế tài sản cho nên dịch văn trác sở dĩ sau khi về nước có thể vung tiền như rác một cách quyết đoán cũng không phải là do chính mình nỗ lực mà là ăn chiếc màn thầu tẩm máu người này Cô gái cảm thấy, cô biết mình nên làm như thế nào để rửa sạch thanh danh thay cha cô rồi. Rất nhanh, một tin nóng ở dưới tình huống mọi người đều không phát hiện ra, lặng lẽ bò lên hot search mà hot search này vừa ra, nháy mắt toàn bộ võng hữu trên Weibo đều hoảng sợ theo. Người phát Weibo vô cùng hiểu biết tâm tình hiện tại của fan, tuyên bố nội dung chính là việc dịch văn trác giấu giếm kết hôn. Báo trước một tiếng, chị em nào muốn thoát fan thì nhanh chóng thoát fan đi, nếu không liền sập phòng đó, từ ngữ mấu chốt, bạch nguyệt quang, 10 năm nội dung weibo này thật sự đã quá rõ ràng, liền kém không chỉ vào mũi mà nói ta muốn đăng tin nóng về dịch văn trác đó. đờ mờ đm, đờ mờ, này thật là dưa lớn nha, dịch văn trác ẩn hôn sao? không chỉ là ẩn hôn đâu, mấy người xem nội dung trên giấy đăng ký kết hôn đi, đây là công chứng ở bên nước ngoài, đối tượng kết hôn của dịch văn trác là đàn ông. Không không không, mấy người vẫn là nhìn thiếu rồi, xem ngày đi kìa, Dịch Văn Trác đã kết hôn từ 10 năm trước rồi, hắn căn bản không phải là đi dưỡng bệnh mà là cùng bạn đời là đàn ông ra nước ngoài kết hôn. Nhưng rất nhanh, mấy tin tức này đã bị đám fan mù quáng bao phủ. Không có khả năng Kaka nói, vì chúng ta cả đời sẽ không kết hôn mà. Kaka là idol có hành vi chuẩn mực nhất, anh ấy sẽ không lừa gạt chúng ta, anh ấy đã nói đời này chỉ cùng fan yêu đương. Tôi không nghe, tôi không tin, này nhất định đều là giả, mấy người là thấy ca ca ra nước ngoài tham gia tuần lễ âm nhạc liền cố ý muốn bôi đen anh ấy đúng không, đoàn đội đâu, mau ra đây phát thông báo của luật sư đi, bịa đặt. Nhưng giống như vả vào mặt những fan nói thông tin không chuẩn xác, một đoạn ghi âm cũng theo đó được phát ra. Có người thính tai, lập tức nghe ra thân phận người nói chuyện bên trong, chính là người đại diện lúc trước của Lục Bạch, cũng là người năm đó từng phụ trách mang dịch văn trác. Đây là một đoạn ghi âm đối thoại, thời gian là trước khi người đại diện bị bắt giam mà người cùng hắn nói chuyện kia, đúng là vị ca ca tốt mà các fan luôn tâm tâm niệm niệm dịch văn Trác. Đương nhiên, đoạn đối thoại này có một đoạn rất dài đều là Hàn Huyên. Ngữ khí của Dịch Văn Trác cực kỳ ôn hòa, khác hoàn toàn với dáng vẻ cùng năm đó hắn dốc hết sức xé bức màn hoàn vũ muốn bức bách hắn chịu quy tắc ngầm, thậm chí còn mang theo ý cười còn về phía người đại diện lúc trước của dịch văn trác kia thái độ đối đãi với dịch văn trác cũng hết sức nịnh bợ phảng phất như vị này mới là kim chủ lớn nhất của anh ta mà trong đoạn ghi âm này có một đoạn lời nói nghe mà thấy ghê người là dịch văn trác nói còn phải cảm ơn anh năm đó giúp tôi chọn người cái vị dương tổng kia quả nhiên không được vừa sóng gió một chút đã dễ dàng phá sản còn có đứa con của vợ trước vẫn là người chồng cũ của tôi bớt lo hơn nhiều chết sớm còn để tôi kế thừa tài sản mấy trăm triệu bồi ông ta mười năm cũng đáng cho nên, Dịch Văn Trác năm đó căn bản không phải là bị ép dùng quy tắc ngầm, mà là cam tâm tình nguyện đi thân cận. Mà con gái của Dương tổng cũng vào lúc này lộ mặt đứng ra trực tiếp lên án Dịch Văn Trác, tôi chính là con gái của người vợ trước kia, Dịch Văn Trác, cậu trả lại một mạng của cha tôi đây. Chương 33: Con gái của Dương tổng rốt cuộc thay cha mình tìm được chân tướng mọi chuyện năm đó, đáng tiếc đã muộn 10 năm. Nhìn từng sự việc một còn có thể đối ứng thời gian, không một chứng cứ nào không làm người cảm thấy lạnh gáy mà trong đó chứng cứ đáng sợ nhất thế nhưng là hai bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của dịch văn trác một bản trong đó là năm đó dịch văn trác trước khi rời khỏi hoàn vũ làm kiểm tra một bản khác là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe gần nhất mà dịch văn trác công khai hai bản báo cáo tất cả đều có nội dung trong cơ thể của hắn không có dược vật tàn lưu nhưng mọi người đều biết nhóm người lục bạch là chân chính bị hoàn vũ cưỡng bách hơn nữa còn từng chống cự cho nên trong cơ thể tất cả bọn họ đều có sót lại thành phần của thuốc đây là thủ đoạn để hoàn vũ khống chế khiến bọn họ nghe lời mà càng thêm mấu chốt là lúc trước đoàn đội của dịch văn trác lại che giấu công chúng nói rằng hắn bị bệnh tâm lý tinh thần của dịch văn trác không có bất cứ vấn đề gì hắn từ trước đến nay đều không có chứng sợ hãi không gian hẹp trong video, đôi mắt của cô gái ửng đỏ, tiếng nói nghẹn ngào, ý đồ đánh thức phần ký ức đã mờ mịt của các võng hữu, mấy người còn nhớ rõ không? Năm đó dịch văn chắc cầm trong tay giấy khám sức khỏe của bác sĩ, nói là bởi vì trốn tránh sự cưỡng bách của cha tôi, bất đắc dĩ phải trốn trong phòng chứa đồ tối tăm một đêm, dựa vào làm đau chính mình để chịu đựng dược tính, từ đó mắc chứng sợ hãi không gian hẹp nhưng trên thực tế cha tôi thận trọng đem chính mình chăm chút rất gọn gàng thậm chí đến cả nút áo chỗ cổ tay cũng đều lựa chọn cẩn thận còn mang theo hoa tươi lúc này mới lái xe rời đi nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của hữu ca là tiệc tối dưới ánh nến cho các cặp đôi tôi nghĩ mọi người đều biết đây là có ý tứ gì đúng không đây là nhà hàng gần với bầu trời nhất trong truyền thuyết, cặp đôi cùng nhau ăn cơm là có thể nhận được lời chúc phúc lâu lâu dài dài, cho nên cha tôi không có làm ra chuyện xảy ra ở tiệm cơm mà Dịch Văn Trác nói, ông ấy ở nhà hàng đợi Dịch Văn Trác cả một buổi tối. Cha của tôi từ đầu chí cuối đều không xem cuộc gặp mặt này trở thành giao dịch, ông ấy là đi gặp đứa nhỏ mà bản thân mình thích thôi. Cô gái không khống chế được mà ôm mặt đau đớn khóc thành tiếng mà năm đó khách sạn còn có sắp xếp, sau khi kết thúc dùng bữa nhà hàng còn đưa tặng một món quà nhỏ, thậm chí cô gái năm đó vì cổ vũ cha mà tặng cho ông một bức tranh. Trong tranh có cô, có người mẹ đã trở về thiên đường của cô, đều là đang chúc cha có thể thành công đả động được trái tim của dịch văn chắc, hy vọng những ngày tháng sau này của ông có thể không cần phải tiếp tục đắm chìm trong bi thương nữa. Đậu má, mấy chuyện này là thật hay giả vậy, vợ tuồng thành ra như vậy làm đầu óc của tôi không thể vận chuyển được tôi có đi tra xét một chút năm đó lưu lượng còn chưa có đáng sợ như bây giờ nhưng chuyện này đúng là nháo rất lớn công ty của vị dương tổng kia sau đó cũng phá sản nếu đây là sự thật vậy cái người tên dịch văn trác kia cũng quá dọa người rồi đấy không phải nói cậu ta là bạch nguyệt quang của giới giải trí sao những chứng cứ đó quá lớn mà người bị hại trong cuộc tự mình ra mặt dịch văn trác cơ hồ muốn tẩy cũng không tẩy trắng được đầu bên kia nước ngoài điện thoại của người đại diện dịch văn trác trực tiếp bị hỏng vô số người liên hệ anh ta muốn dò hỏi chuyện này cụ thể là thật hay giả dịch ca chuyện này rốt cuộc phải làm sao bây giờ người đại diện cũng gấp muốn chết anh ta là sau khi dịch văn trác về nước mới cùng dịch văn trác hợp tác cho nên có rất nhiều sự tình anh ta căn bản cũng không biết hơn nữa theo anh ta quan sát dịch văn trác tuy rằng không đến mức khoa trương như trên mạng nói nhưng trong sinh hoạt hàng ngày chính là loại quân tử nhẹ nhàng làm người khác cảm thấy vô cùng thoải mái vậy nên chuyện này hơn phân nửa là giả rồi nhưng dịch văn trác gần như tĩnh mịch trầm mặc lại làm anh ta hiểu ra chỉ sợ mình đã đoán sai đây là sự thật đầu óc người đại diện xoay chuyển rất nhanh theo bản năng vãn hồi có phải năm đó có cái gì hiểu lầm không dịch văn trác nhìn chằm chằm quay bua sau một lúc lâu vẫn không nói chuyện người đại diện nhìn dáng vẻ này của hắn trong lòng càng thêm trầm trọng thẳng đến hồi lâu sau anh ta mới tiếp tục truy vấn phòng làm việc của cậu ở đầu bên kia đã tính toán đáp lại như thế nào chưa Dịch Văn Trác hỏi lại, anh cảm thấy nên giải quyết như thế nào mới tốt. Đương nhiên là phủi sạch quan hệ, người đại diện nghĩ tới điểm mấu chốt, Dịch Ca, để tôi liên hệ bác sĩ tâm lý, cậu khám lại lần nữa thử xem. Chỉ cần cậu thật sự có chứng sợ hãi không gian hẹp như vậy những chuyện còn lại đều dễ giải quyết rồi, người đại diện nghĩ đến bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất của Dịch Văn Trác, đánh giá tinh thần căn bản chính là dựa vào trạng thái của người bình thường để viết. Ý tứ của Dịch Văn Trác ngay lúc đó là, đừng làm các fan lo lắng, nhưng tình huống hiện tại đã khác, Dịch Văn Trác không làm sáng tỏ, liền xong đời. Dịch Văn Trác lại thấp giọng nói, tôi đã khỏi rồi, muốn khám lần nữa kiểu gì. Khỏi, khỏi rồi, người đại diện nghẹn họng nhìn chân chối, PTSD sao sở dĩ nghiêm trọng, chính là bởi vì bệnh trạng này chỉ có thể giảm bớt, chứ gần như không thể khỏi hẳn. Lời này của Dịch Văn Trác cùng trực tiếp nói cho anh ta biết chuyện năm đó là Dịch Văn Trác diễn kịch giả bộ có gì khác nhau. Sao PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống. Người đại diện nôn nóng truy hỏi, khỏi rồi cũng không quan trọng. Mười năm qua không phải cậu vẫn luôn tìm bác sĩ trị bệnh sao? Chắc chắn sẽ có ghi chép chứ? Không phải là cậu đi du học sao? vậy cũng phải có hồ sơ học tập đúng không mặc kệ là cái gì cũng đều được hết trường học bệnh viện chỉ cần cậu có thể lấy ra được chứng cứ chứng minh những việc khác đều dễ làm nhưng dịch văn trác ở giữa những câu hỏi đó đã hoàn toàn sụp đổ không có không có cái gì cũng không có hắn là thật sự bị bức ép đến phát điên rồi vốn dĩ cho rằng ra nước ngoài có thể tránh nổi bật kết quả từ duệ thế nhưng lại đuổi theo mà càng đáng sợ hơn chính là dịch văn trác dưới tình huống không biết từ duệ chính là vị kim chủ đứng sau lưng lục bạch kia bị sự theo đuổi của từ duệ hấp dẫn thậm chí còn cùng từ duệ lăn giường cũng bởi vậy hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của từ duệ dịch văn trác vĩnh viễn không quên được thời điểm từ duệ phát hiện ra hắn có kinh nghiệm giường chiếu khuôn mặt không có biểu tình nhìn chằm chằm hắn phảng phất như muốn đem hắn giết chết rồi biến thành con rối, khiến hắn không bao giờ có thể rời đi. Bởi vậy, Dịch Văn chắc thừa dịp từ dậy ngủ say, gấp không chờ nổi chạy thoát thân, về tới nơi ở của mình, mãi cho tới hiện tại cũng không dám ra khỏi cửa nửa bước. Còn về tin nóng trên mạng, Dịch Văn chắc cũng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Quá vội vàng, những chuyện này đều thi nhau ghé đến cùng lúc, làm hắn đến cơ hội tìm đường sống cũng không có. Lừa gạt rồi ẩn hôn, càng là tẩy không sạch được fan sập phòng càng nhanh. Có lẽ chuyện này của dịch văn chắc nháo đến quá lớn, sau khi các fan ở trong nước sập phòng, thế nhưng còn có fan ở nước ngoài trồi lên khóc lóc kể lệ. Ngoài ý muốn lại dẫn ra người chân chính cảm kích vì mọi chuyện bại lộ. Người cảm kích này biết được rất nhiều tin nóng chính xác. Bởi vì hắn năm đó là hàng xóm của chồng cũ dịch văn chắc khi ông ta còn sống. Mà điều hắn nói cũng tương đương có nghĩa khác, đúng là những người rất phóng khoáng. Hai chồng chồng bọn họ thường xuyên mở cái loại party đó đó cái loại party đó chỉ chính là party tình ái, mà mọi người đều biết, vị hòa ra ở trên giấy đăng ký kết hôn kia, chết vì bệnh ếch. Đờ cờ mờ, này không còn là sập phòng bình thường nữa, mà là trời sụp đất nứt. Nháy mắt những fan đối với dịch văn chắc yêu đến chết đi sống lại, không chỉ có tam quan sụp đổ, ngay cả nhân sinh cũng đều trở nên hư ảo. Mà càng làm bọn họ tuyệt vọng, vẫn là đoàn đội của dịch văn chắc cho tới hiện tại đều không có chân chính đứng ra cho bọn họ một lời giải thích cụ thể. Nhìn như vậy là hoàn toàn cam chịu. Tôi không tin, nhất định là có người khác tính kế lừa gạt ca ca. Ca ca khi đó mới 18 tuổi, nói không chừng là bị lừa đưa ra nước ngoài A. Đóng ngoặc vuông, lục bạch, lục bạch không phải báo án hoàn vũ cưỡng bách người sao. Nói không chừng ca ca chính là người đầu tiên bị hại A. Hoàn vũ vì tiền, đem ca ca bán cho họa ra kia. Đúng đúng đúng, nhất định là như thế này. Ca ca chịu nhiều ủy khuất như vậy, tôi không cho phép mấy người mắng anh ấy mấy người ai cũng không thể mắng anh ấy. Tôi sẽ không thoát fan, tôi sẽ yêu ca ca đến khi tôi chết. Đóng ngoặc vuông, thái độ của những fan trung thành đó đã gần như điên cuồng, thậm chí có người muốn lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của dịch văn Trác. Bốn chữ quần ma loạn vũ cũng không đủ để hình dung thịnh cảnh trước mắt. Sao quần ma loạn vũ, một nhóm quỷ đang nhảy múa, mô tả một nhóm kẻ xấu đang hoạt động tràn lan, giống như giang hồ đâm chém nhau nhưng người qua đường lại chỉ dùng một lý do khiến cho cách làm đó của các cô đều có vẻ buồn cười đến cực điểm, đại phen mấy người không ít lần cùng hắn ta tiếp xúc nhỉ. Có thể bảo đảm thời điểm đi gặp mặt đó, trên người trên tay đều không có miệng vết thương, trong khoang miệng cũng không bị viêm loét linh tinh gì chứ. Đóng ngoặc vuông, ca ca của mấy người, có khả năng có bệnh ếch đó. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà cũng không chắc, đừng ở trên mạng nhảy múa nữa, nhanh chóng đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Đóng ngoặc vuông. Mưa gió lay động, lưu lượng của Dịch Văn Trác là năm đó hắn cùng người đại diện hao hết tâm tư sửa lại hình tượng, sau đó từ duệ lại lợi dụng Lục Bạch marketing 6 năm mới duy trì được. Hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần 3 ngày ngắn ngủi. Mà theo thanh danh của Dịch Văn Trác rơi đài, càng ngày càng có nhiều tin nóng cũng tùy theo mà ra. Mỗi một cái đều là muốn lấy mạng đem hắn lôi vào chỗ chết. Một cái trong số đó có liên quan tới Lục Bạch. Trên mạng lan truyền, Dịch Văn Trác đột nhiên xuất ngoại, là sợ vị kim chủ sau lưng Lục Bạch tìm được mình, đồng thời dùng 2.700 vạn mua tính mạng của Lục Bạch, muốn để Lục Bạch thay thế hắn vĩnh viễn lưu lại bên người kim chủ. Loại sự tình này, nếu là lúc trước tuần ra, sẽ không có người tin tưởng. Nhưng sự tình mà kẻ bạch liên hoa như dịch văn chắc làm ra có quá nhiều, mọi người đã muốn không tin cũng không được nữa. Huống chi, Lục Bạch còn đưa ra một phần chứng cứ, chính là phần ký tên ở trên hợp đồng, thật là dịch văn chắc. Giống như là bỏ đá xuống giếng lại lần nữa nghiệm chứng cái nhân phẩm rác rưởi của dịch văn trác ở nước ngoài dịch văn trác một người ở trong phòng đi tới đi lui giống như con thú bị vây khốn đoàn đội của hắn đã hoàn toàn buông bỏ hơn nữa bởi vì tin xấu quá nhiều bọn họ căn bản không có cách nào để bác bỏ tin đồn chỉ có thể dùng thái độ rằng con này để kéo dài thời gian hắn là thật sự xong rồi rốt cuộc hắn phải làm thế nào bây giờ dịch văn trác đã suy sụp tới cực điểm tố chất thần kinh của hắn vẫn luôn dừng ở trên uây bua mỗi một cái hot search liên quan tới hắn, Dịch Văn Trác đều nhìn không được mà bấm vào xem công chúng rốt cuộc đánh giá cái gì. Nhưng mỗi khi click mở, ập vào trước mặt đều là trào phúng cùng chửi rủa, làm hắn càng lâm vào tuyệt vọng sâu hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dịch Văn Trác mở ra là tin nhắn của Tử dệ. Phía trên chỉ có một câu, cần hỗ trợ không? Đóng ngoặc vuông, muốn, đương nhiên là hắn muốn. Dịch Văn Trác gấp không chờ nổi muốn gửi tin nhắn trả lời lại, còn chưa ấn xuống nút gửi đi hắn liền nhớ tới ánh mắt của Từ Duệ nhìn chằm chằm hắn khi ở trên giường. Từ Duệ đối với hắn chấp nhất như vậy, chỉ cần hắn có thể sắm thật tốt hình tượng hoàn mỹ kia, Từ Duệ nhất định sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy. Hơn nữa Từ Duệ thích hình tượng mỹ cường thảm, hiện tại Dịch Văn Trác đã bị toàn võng trào phúng, toàn võng lột ra, tất cả fan đều quay lưng, còn không phải là thời điểm thảm hại nhất sao? Bây giờ đến cậy nhờ Từ Duệ, nói không chừng Từ Duệ sẽ bởi vì yêu thích cá nhân mà giúp hắn một phen, đưa hắn một lần nữa quay về đỉnh cao. Nghĩ như vậy, dịch văn chắc hạ quyết tâm, muốn liên hệ với tử duệ. Nhưng đúng vào lúc này, một cái hot search mới đột nhiên nhảy lên đầu khiến cho hắn chú ý, là lục bạch. Thăng kỹ thuật diễn tựa ác ma của lục bạch trong dấu bé dấu bé vĩnh viễn không cần tin tưởng bất luận kẻ nào dấu lớn dấu lớn, kết cục chân thật sau khi gả cho đại lão cố chấp thăng. Dịch văn chắc run dày tay nhấp vào, sau đó đã nghênh diện với một hình ảnh đáng sợ tới mức khiến hắn ném rơi điện thoại chương 34, này chắc chắn là sân khấu được dựng xa hoa lộng lẫy nhất từ trước đến nay trong chương trình phát sóng của sầm khê nghiễm. Phong nền cùng những cái khác đúng là đều được tổ tiết mục dùng bằng chất liệu giả, nhưng mặt trên điểm xuyết thủy tinh phối hợp với lưu ly li rực rỡ màu sắc đều là đồ vật hàng thật giá thật. Cho dù là ly đĩa chén đũa tùy ý bày biện, đều lộ ra một cỗ hơi thở xa hoa. Mà xa hoa nhất, vẫn là cô gái ngồi ở trên ghế sofa kia. Cô còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ trên dưới 25 tuổi. Mặc một bộ trang phục bản giới hạn ở tuần lễ thời trang Milan, trên cánh tay và trên cổ cũng đều mang trang sức quý báu. Ở dưới ánh đèn lấp lánh như kim cương, tràn ngập trong vẻ vàng son đẹp đẽ quý giá, mỗi một chi tiết cực nhỏ đều chứng minh đây là một cô gái vô cùng được chồng sủng ái. Có tiền tài, càng có địa vị kinh tế, cũng không biết vì cái gì, càng hoàn mỹ, càng làm người ta cảm thấy như đang nói dối. Đặc biệt là khi cô gái kia ngẩng đầu, đó là một ánh mắt trống rỗng giống, giống như thú nhồi bông không có linh hồn lại nhìn ký tay cô không ngừng run rẩy cô đang sợ hãi nhưng trong khu bình luận tất cả đều chỉ nói cô thật xinh đẹp dịch văn chắc trong nháy mắt này đột nhiên lâm vào mê mang hắn có một loài ảo giác bộ dạng của cô gái này có lẽ chính là bộ dạng của hắn trong tương lai lời thuyết minh bắt đầu là một thanh âm nam tính cực trầm thấp lại dễ nghe có người nhận ra giọng nói đó là của lục bạch ba năm trước đây ta cùng vợ ta kết hôn chúng ta hơn kém nhau ba tuổi là tỷ đệ luyến ngay từ đầu vợ ta cũng không đồng ý sự theo đuổi của ta, nhưng cuối cùng, ta dùng 300 triệu tiền xính lễ hướng nàng tỏ rõ tình yêu của mình. Cuối cùng chúng ta cũng hết hôn. Đáng tiếc, không chịu đựng được thất niên chi dương sao, nàng đã không còn yêu ta nữa. Sao thất niên chi dương, nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên dai láo, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Lời tự thuật giống như phim thần tượng, cảnh tượng phù hoa, không ít người đều nhịn không được bật cười trong lòng cảm thấy thật là mới mẻ sầm khê nhiễm mỗi ngày đều mắng vòng idol đều là phế tài hiện tại thế nhưng cũng diễn phim thần tượng còn là kịch bản sau khi kết hôn với đại lão cố chấp nhưng loại ấn tượng này sau khi lục bạch xuất hiện liền hoàn toàn biến mất khác hoàn toàn với hình tượng bá tổng tây trang dài ra tóc vuốt ngược trong suy nghĩ của mọi người vai diễn bá tổng cố chấp mà lục bạch diễn vừa mang vẻ ngoài mới mẻ vừa trẻ tuổi một thân quần áo trẻ trung quần jean vừa vặn làm nổi bật lên đôi chân vừa dài vừa thẳng nửa người trên mặc một chiếc áo khoác rộng rãi hoa tiết kỳ lạ bên trong là một chiếc áo cộc tay mỏng manh mỗi bước đi cơ hồ đều thấy được phía sau áo là cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon gầy điển hình của tiểu chó săn vừa hoang dã lại gợi cảm là loại hình mà các chị gái yêu thích nhất chuyện đầu tiên khi cậu về nhà chính là tìm kiếm vợ của mình từ sau lưng ôm lấy cô gái nháo nháo dính dính làm nũng giống như người chồng yêu thương vợ nhất trên thế giới đáng tiếc cô gái lại nửa điểm cũng không đáp lại cậu chị cầu xin chị nhìn em đi lục bạch ngồi xổm xuống trước mặt cô gái ngẩng đầu lên mặt mày xinh đẹp tất cả đều là khẩn cầu ánh mắt đong đầy thâm tình như sắp tràn ra ngoài cô gái lại dứt khoát nhắm lại mắt trời ạ à, đây là cái ý chí sắt đá gì vậy lục bạch kêu một tiếng chị đã khiến tôi mềm hết cả xương cốt rồi khu bình luận không ít người cảm thán lục bạch có thể nói là vưu vật nhân gian diễn cái gì là giống cái đó so với kiểu chó con nhão nhoét trong phim thần tượng kiểu như lục bạch mới chân chính có thể khiến nội tâm rối loạn nhưng cốt truyện phía sau lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của mọi người sự lạnh nhạt của cô gái dành cho Lục Bạch là điều mắt thường có thể thấy được, không chỉ có như thế, cô còn vô cùng trốn tránh Lục Bạch, cơ hồ không muốn đối diện với cậu. Lục Bạch hết sức toàn lực lấy lòng cô, lấy ra trang sức mới nhất mang lên cho cô tự mình vì cô mà nấu cơm, đọc sách cho cô nghe, nhưng phản ứng của cô gái lại càng ngày càng không thích hợp. Lục Bạch càng tiếp cận, cô liền càng khủng hoảng, càng trốn tránh, bầu không khí cũng dần trở nên quỷ dị. Nè, mọi người có cảm thấy có chỗ không đúng lắm hay không? Có người mẫn cảm phát giác ra nơi này có vấn đề. Đúng vậy, mọi người có phát hiện không, cô gái kia căn bản là ngồi ở trên sofa không động đậy, một lần cũng không. Mà Dịch Văn Trác nhìn khu bình luận, khắp người chỉ còn lại có lạnh lẽo, hắn cảm thấy mọi người nhìn không đúng, không phải cô gái có vấn đề, là Lục Bạch, là Lục Bạch có vấn đề. Ánh mắt khi cậu nhìn cô gái là loại ánh mắt gì, dục vọng chiếm hữu, tình yêu bồng bột không, đều không phải, đó là một loại cố chấp ăn sâu vào trong xương tủy, giống như ánh mắt của rắn độc hung ác và nham hiểm. Cô gái vì cái gì không dám động đậy, là bởi vì cô sợ hãi, hoặc là nói, cô căn bản không thể động. Mà theo cốt truyện phát triển, các võng hữu rốt cuộc có cùng nỗi sợ hãi với dịch văn trác Má ơi, cái này, nhân vật mà lục bạch diễn không phải là kẻ có bệnh đấy chứ, mọi người có thấy động tác nhỏ kia của hắn không, chẳng trách không động đậy được, trên người cô gái có dây xích A. Không chỉ có dây xích, trên chân, trên chân còn có viên dẫn điện. Đờ cơ mờ, này không phải là hôn nhân, đây là cầm tù A, mà loại không khí vi diệu này cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại đánh vỡ điện thoại của cô gái có cuộc gọi không không thể nhận phản ứng đầu tiên của cô gái là trốn chạy tựa như cuộc gọi kia là hồ nước chứa mãnh thú nhưng lục bạch lại rất có hứng thú đem điện thoại cầm lên nhìn tên người gọi lư thông cái tên này em nhớ rõ là người lúc trước thích chị còn là người xấu muốn ngăn cản em và chị ở bên nhau đúng không Cô gái liều mạng lắc đầu như là muốn biểu đạt ý phủ nhận, nhưng do quá mức vội vàng, bị nước miếng làm sặc, chật vật ho khan đến chảy nước mắt. Mà ánh mắt lục bạch tại một khắc này rốt cuộc thay đổi, cậu gần như là thô lỗ cầm lấy khăn giấy bên cạnh lên lau nước mắt cho cô, sau đó đem cô giam ở giữa cánh tay mình cùng ghế sofa đây là một động tác thường xuyên làm người mặt đỏ tim đập của phim thần tượng chàng trai anh tuấn ép tường cô gái dùng ngữ khí uy hiếp nói ra những lời tình yêu ngọt ngào nhất nhưng lần này bất đồng không có bất cứ không khí ái muội nào ngược lại tràn đầy đều là sợ hãi vì bạo lực sắp xảy ra rốt cuộc chị tránh né cái gì tôi tôi không có anh hãy tin tưởng tôi tôi không phải cô gái rốt cuộc sợ tới mức bật khóc nhưng lục bạch lại như phẫn nộ tới đỉnh điểm cậu nâng cầm cô gái lên đột nhiên đề cao âm điệu ai cho chị khóc sao chị có thể khóc, nháy mắt bị điện giật kích thích, cô gái run rẩy kịch liệt, nàng mở lớn miệng nhưng căn bản một chữ cũng không thể nói nên lời. Lục Bạch chưa bao giờ lưu lại vết thương ở trên người cô, nhưng cậu lại có vô cùng vô tận cách thức khiến cô phải nghe lời. Cảm xúc của cô gái đã sụp đổ, nhưng dù đỏ cả con mắt cô vẫn nỗ lực làm ra bộ dạng bình tĩnh, cũng không dám xin tha. Bởi vì thứ lục bạch yêu đến cố chấp chính là hình tượng của cô ở trong lòng cậu, chỉ cần hình tượng có một giây bất đồng, những sự trừng phạt kia đều sẽ làm cô đau đớn đến chết đi sống lại. Cho nên, cô vĩnh viễn phải luôn yêu nhã, vĩnh viễn phải lạnh băng cao cao tại thượng, cô có thể đánh lục bạch, có thể uy hiếp cậu, có thể ra lệnh cho cậu, nhưng lại không thể dựa dẫm vào cậu, không thể yếu thế, cũng không thể xin tha. Đúng rồi, cô còn không thể nói chuyện với bất kỳ kẻ nào. Dù là nam hay nữ, bởi vì đó là một kẻ cố chấp, là một kẻ trong lòng có con dã thú đã không thể thuần hóa, tờ giấy đăng ký kết hôn kia, chính là kim bài miễn tử của cậu. Làm cô gái thuận lý thành trương trở thành vật phẩm động nhất vô nhị của cậu, trở thành con búp bê xinh đẹp quý giá nhất trong phòng. A, à, thân thể cùng tinh thần đều suy sụp, rốt cuộc làm cô gái trở nên điên cuồng, cô cầm lấy mảnh thủy tinh từ chiếc cốc do lúc nãy dãy ruộng mà quăng vỡ, dùng sức sạch lên yết hầu của chính mình, máu tươi chảy ra nhưng làm người xem bất ngờ chính là lục bạch lại không có bất luận ý tứ gì muốn cứu cô ngược lại lạnh nhạt nhìn cô từng chút từng chút nhắm hai mắt hơi thở thoi thóp trong lễ tang long trọng tất cả mọi người đều cùng chấn an vị tổng tài mất đi tình yêu chân thành thời niên thiếu là lục bạch chỉ sợ cậu sẽ đi theo vợ mình nhưng sau khi lễ tang kết thúc lục bạch trở về phòng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng tựa như thời điểm cậu mang được lễ vật yêu thích về nhà vậy Cậu thong thả ung dung cởi ra áo khoác màu đen âm trầm, thay vào quần áo tươi sáng lúc trước, sau đó cậu mở ra cửa tầng hầm, đi xuống dưới, ở nơi sâu nhất trong tầng hầm, đặt một chiếc giường, cô gái đang bị chặt chẽ cột ở phía trên, ngay cả vết sẹo nơi yết hầu cũng đã bị phẫu thuật xóa đi, hoàn mỹ không tì vết giống như lúc hai người mới gặp. Lục Bạch đi tới bên người cô gái, cúi đầu thành kính hôn lên khuôn mặt cô, ôn nhu nói, chị, từ nay về sau, không bao giờ có người quấy dày đến chúng ta nữa, giấy chứng tử đã được đưa ra rồi, về sau chính là thế giới của hai người chúng ta, cô gái mở lớn miệng lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào khó nghe cô bị động thừa nhận cái ôm của lục bạch sườn mặt để lại hai hàng nước mắt lời thuyết minh vang lên là giọng nói đầy sợ hãi cùng sám hối của cô gái cô nói vĩnh viễn đừng tin tưởng bất luận kẻ nào đặc biệt là kẻ xấu bệnh thần kinh lại giả làm người thâm tình cố chấp nữ vương gà cho kỵ sĩ chưa chắc đã hạnh phúc có lẽ chỉ là âm mưu đoạt quyền mà thôi bao nhiêu người bởi vậy không rét mà run tràn ngập trong đầu đều là cặp mắt vừa điên cuồng vừa cố chấp của Lục Bạch. Quá châu bò, hiện tại tôi thật sự bội phục kỹ thuật diễn của Lục Bạch chính là quá đáng tiếc, kỹ thuật diễn tốt như thế lại không có một tác phẩm nổi danh nào. Tôi như thế nào lại cảm thấy diễn xuất của cậu ấy là chân thật từ đáy lòng nhỉ, lúc trước không phải có đồn đãi cậu ấy bị đại lão mạnh mẽ cầm tù sao, nói không chừng nhân vật này chính là bộ dạng lúc trước của đại lão a. Nếu lúc trước truyền ra lời nói như vậy, chắc chắn sẽ có fan của Dịch Văn Trác đi lên chửi đồng, nói bọn họ là đám bám đuôi giúp Lục Bạch tẩy trắng. Nhưng hiện tại đã khác, hình tượng của Dịch Văn Trác sụp đổ, cả người đều là vết nhơ, những đám fan đó rốt cuộc cũng ngậm lại miệng, không còn công kích Lục Bạch nữa, cho nên suy đoán đó cũng trở nên được người chú ý hơn. Dịch Văn Trác ngồi trước màn hình, nhìn những suy đoán đó sợ tới mức cả người phát run bởi vì so với người khác, hắn càng biết ra tròn méo ở bên trong, bộ dạng mà Lục Bạch diễn, cùng với lúc từ duệ nhìn hắn giống nhau như đúc. Mà người đối diễn với Lục Bạch chính là hắn của tương lai, sau khi từ duệ có được chính mình rồi, chỉ sợ so với Lục Bạch diễn còn đáng sợ và khủng bố hơn. Dù sao từ duệ chính là một kẻ điên thật sự, trong tay anh ta đã dính qua mạng người. Cho nên, dịch văn chắc hắn cần phải chạy trốn, hắn không thể để từ duệ bắt được, nhất định phải chạy tới nơi mà từ duệ không bao giờ có thể tìm thấy. Nghĩ vậy, dịch văn trác mở danh bạ điện thoại ra tìm trong đám bằng hữu mà sau khi chồng cũ chết hắn liền không còn liên hệ qua. Ai cũng được, hắn quyết không thể bị từ duệ tóm lấy, hắn không phải lục bạch, hắn thừa nhận không được những đòn tra tấn đó. Khi một người tâm ý đã quyết thời điểm muốn vứt bỏ hết thảy cũng muốn chạy trốn, tốc độ là vô cùng mau. Dịch văn Trác gọi một cú điện thoại, không đến 20 phút, liền có một chiếc xe tư ra rừng ở dưới lầu nhà hắn. Vé xe làm sao bây giờ, tôi không thể dùng thẻ căn cước của mình được không sao cả đều đã chuẩn bị xong rồi cậu mang theo đồ của mình trực tiếp lên xe là được cảm ơn tôi sẽ dựa theo giá gốc đã nói đưa cho anh không thiếu một đồng dịch văn trác cúp điện thoại cầm theo kính dâm cùng di động che chắn chính mình đến kín mít sau đó liền vội vàng xuống lầu dưới tầng một chiếc xe dừng ở nơi góc khuất chỉ mở ra một khe nhỏ cửa kính xe ở bên ghế lái phụ có thể mơ hồ nhìn thấy một gương mặt xa lạ dịch văn trác mở điện thoại ra cẩn thận so sánh quả nhiên là người trên bức ảnh mà đối phương gửi tới cũng là người có thể đưa hắn ra nước ngoài tâm trạng căng thẳng của dịch văn trác cuối cùng cũng hạ xuống hắn an tâm mở cửa xe phía ghế sau ra còn chưa kịp đóng cửa xe liền cảm nhận được bên cạnh người có hơi thở nguy hiểm hắn đột nhiên quay đầu lại lập tức đối diện với gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa của từ duệ dường như do mấy ngày trước tan rã trong không vui cùng việc hình tượng của dịch văn trác sụp đổ người dính đầy vết nhơ ánh mắt khi từ duệ nhìn dịch văn trác đã không còn vẻ thâm tình như năm đó anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dịch văn trác cười hỏi hắn không phải đã nói rồi sao có cực khổ có thể tới tìm tôi một người hai người đều không nghe lời như vậy há tất phải ở bên ngoài ăn nhiều khổ làm gì Dịch Văn Trác kinh hãi đến cả người phát run, hắn liều mạng muốn mở cửa xuống xe, nhưng cửa xe đã bị khóa trong, từ duệ ở bên cạnh cũng sẽ không cho hắn có bất cứ cơ hội để chạy trốn nào nữa. Chương 35 Dịch Văn Trác hoàn toàn rơi vào ma chảo của Từ Duệ. Từ Duệ chuẩn bị hồi lâu, sau khi thu lưới tự nhiên cũng sẽ không dừng lại ở nơi này quá nhiều. Anh ta cầm lấy điện thoại của Dịch Văn Trác, vô cùng tự nhiên dùng giọng điệu của Dịch Văn Trác gửi cho đoàn đội của hắn một tin nhắn thông báo giải tán và tiền hủy hợp đồng. Đồng thời đăng nhập Weibo, đăng một bài viết làm sáng tỏ, vô cùng xin lỗi, tôi không xứng làm thần tượng, từ hôm nay trở đi tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí. Bài viết này của Dịch Văn Trác có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đặc biệt là theo sau đó phòng làm việc của Dịch Văn Trác đưa ra chứng cứ cho thấy hắn đã trực tiếp giải tán toàn bộ nhân viên trong đoàn đội, liền càng thêm nghiệm chứng tính chân thực về Weibo của Dịch Văn Trác. Người này, xin lỗi không một chút chân thành thì cũng thôi đi, hắn là thật sự muốn trốn chạy. Tức khác những fan còn nỗ lực kiềm chế phẫn nộ cũng đi theo hoàn toàn bạo phát. Có ý tư gì, thần tượng không có đạo đức còn đề cập dẫn đường dư luận hại chết mạng người, chuyện lớn như vậy mà mày đều không định giải thích gì sao? Ngoài miệng thì nói vĩnh viễn cùng fan yêu đương, sau lưng lén lút kết hôn thì cũng thôi, hiện tại chạy trốn có phải thật sự xem chúng tôi đều là bọn ngu đúng không? Dịch văn chắc mau cút ra đây, mày không định trả lại số tiền mà tao đã tiêu ở trên người mày à? Lời lên án cùng lúc càng nhiều, so với thời điểm hình tượng của Dịch Văn Trác sụp đổ sóng gió còn lớn hơn, mà càng buồn cười chính là các fan đang phẫn nộ đó, đến cả phương hướng để phát tiết cũng đều không có. Dù sao ai có thể nghĩ đến, Dịch Văn Trác ngay cả với đoàn đội của chính mình cũng đều không nói lời nói thật, đoàn đội chính là một bộ máy trống rỗng, thời điểm bị vứt bỏ mới phát hiện ra bản thân rốt cuộc đã đi theo một người dối trá như thế nào. Mà hiện tại người đại diện của dịch văn Trác mới là người xui xẻo nhất, trong tay từng dẫn dắt một kẻ không ra gì như dịch văn Trác về sau lại muốn mang nghệ sĩ để kéo tài nguyên đều không được rồi, bởi vì dịch văn Trác vĩnh viễn chính là vết nhơ của anh ta. Nhưng đối với công chúng mà nói, hành vi trốn chạy này của dịch văn Trác ngược lại vô cùng bình thường, dù sao cái gì hắn cũng đều không giải thích được, trên đầu còn có gia tài cách xù mà ông chồng cũ để lại, nhìn số tiền, cũng đủ tiêu tới già thậm chí có không ít người qua đường thấy fan của Dịch Văn Trác đáng thương quay đầu khuyên bọn họ. Ai, mấy người thương tâm thì có ích lợi gì, người ta chạy trốn ra nước ngoài tầm 2, 3 năm liền có thể biến thành nhà giàu mới nổi hô mưa gọi gió, tình cảm chân thành của mấy người tất cả cũng đều biến thành lãng phí còn có người bỡn cợt bổ thêm một câu nếu cứ nhất định phải thần tượng một người không bằng thần tượng lục bạch kia kìa mấy người nhìn xem kỹ thuật diễn của người ta tốt lớn lên cũng đẹp hơn dịch văn trác mấy người nói xem lúc trước chính mình nghĩ cái gì không dưng tự nhiên đi bôi xấu lục bạch một đám người trà trộn vào nơi đang chỉa họng lên trời kêu la khóc lóc mà nói một câu như vậy tức khắc giúp mặt các fan càng đau hơn phải biết rằng đại đa số bọn họ hai ngày trước còn đang ngồi bôi đen lục bạch những bình luận chửi rủa ngày ấy còn chưa có xóa hiện tại phải đối mặt với hiện thực xấu hổ như vậy rốt cuộc là địa ngục trần gian gì đây chứ dưới sự dẫn đường như vậy của dư luận dấu chấm hết của dịch văn trác ở trên internet đã trở thành kết cục được định trước cơ hồ những người biết chuyện đều cam chịu sự thật việc dịch văn trác chạy trốn sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng trên thực tế dịch văn trác chân chính lại đang ở trong nước hơn nữa còn đang ở trong nhà của từ duệ Dịch Văn Trác sau khi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang bị trói ở trên giường trong tầng hầm, giống y như đúc với cô gái ở trong vở kịch của Lục Bạch. Mà TV cách đó không xa cũng đang chiếu lại tiết mục đó, phía trước TV, Từ Duệ ngồi ở chỗ kia đưa lưng về phía Dịch Văn Trác, anh ta ngắm nghía Lục Bạch ở trong TV như muốn đem cậu khác vào trong xương tủy mình. Lại biểu tình vừa hung ác lại khủng bố này làm Dịch Văn Trác khống chế không được mà run bần bật. Nhưng ngay sau đó, một chiếc roi xé gió mà tới quất lên trên người hắn. Ai cho phép cậu sợ hãi, rõ ràng đang xem TV, nhưng từ duệ lại có thể nhận ra được dịch văn Trác đã tỉnh, hơn nữa bắt đầu sửa đúng lại hành vi sai lầm của hắn. Cậu chính là ánh trăng sáng trên trời cao bạch nguyệt quang, cậu là tồn tại sạch sẽ nhất trên thế gian này, dũng khí của cậu nhiều hơn so với bất luận kẻ nào, mặc kệ là chịu bao nhiêu cực khổ cũng sẽ không lùi bước, sợ hãi, đây không phải thứ mà người như cậu nên có, trừ phi là nhân tố mà thân thể không thể khống chế được từ duệ anh đang nói cái gì đấy hả tôi cảnh cáo anh anh đây là giam cầm phi pháp phải không vậy cậu cầu cứu đi từ duệ đem điện thoại đặt bên người dịch văn trác tôi đã tắt tính năng gọi quốc tế của cậu hiện tại chỉ có thể gọi điện thoại trong nước tìm đi tôi cho cậu thời gian chỉ cần cậu có thể tìm được bất cứ một người nào nguyện ý tới đây cứu cậu tôi liền thả cậu đi thế nào thanh danh của dịch văn trác đã thối nát nơi nào còn tìm được người nguyện ý đắc tội với từ duệ cũng muốn cứu hắn ra chứ nhưng chỉ do dự một giây, roi liền lần nữa quất xuống, gọi điện thoại. sao cậu lại có thể chưa nếm thử đã từ bỏ lần trước cậu không phải như thế a, à? không phải trăm phương ngàn kế cũng muốn từ trong tay tôi đào tẩu ra ngoài sao? à đúng rồi, người kia không phải cậu, đó là lục bạch. từ duệ anh điên rồi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? dịch văn trác đã sợ hãi tới cực điểm rồi, nhưng hắn không biết chính là hắn càng sợ hãi càng hoảng loạn, từ duệ liền càng xuống tay tàn nhẫn với hắn hơn bởi vì lục bạch đã từng là con sói nhỏ kiêu ngạo khó thuần nhất trong tay từ duệ chịu đựng đủ loại trừng phạt còn đáng sợ hơn cả rút gân lột ra trải qua những lần phản bội cực kỳ tàn ác nhưng dù vậy lục bạch cũng không có khuất phục ngược lại ngủ đông 6 năm sau khi trốn ra được thậm chí còn cắn ngược lại chủ nhân một ngụm từ duệ si mê hình tượng như vậy của lục bạch cho nên anh ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua dịch văn trác anh ta thậm chí còn muốn dịch văn trác tạm thời trở thành thế thân của lục bạch mặc dù từ duệ hiểu rõ mọi chuyện trước mắt này đều là một tay lục bạch thúc đẩy cậu dựa vào vở kịch trên sân khấu để cho dịch văn trác một ám chỉ làm hắn trong cơn hoảng sợ lựa chọn chạy trốn sau đó liền rơi vào trong tay của anh ta mà chính mình sau khi có được dịch văn trác tất nhiên là phải dạy dỗ lại hắn một phen cho ngoan ngoãn nghe lời liền không thể lập tức duỗi tay về phía lục bạch nhìn xem lục bạch thông minh biết bao giữ lấy gương mặt của dịch văn trác từ duệ đột nhiên cảm thấy bộ dạng mềm yếu như không có xương của người trước mặt vô cùng ghê tởm anh ta bực bội khởi động cái nút trên giường dịch văn trác cũng theo đó mà kêu là thảm thiết từ duệ đứng nghe một hồi xoay người đi lên lầu anh ta đóng lại cửa tầng hầm tùy ý nhốt dịch văn trác lại đó luôn có người phải vì lời nói dối của mình mà trả giá đại giới dịch văn trác tự nhận có chứng sợ hãi không gian hẹp vậy dịch văn trác nhất định phải đem chứng bệnh này chứng thực hiện tại hắn không có thì từ duệ liền trợ giúp hắn còn về chuyện có bệnh ếch từ duệ cũng không lo lắng bởi vì trước khi anh ta cùng dịch văn trác lên giường đã lặng lẽ tra qua tình huống thân thể của hắn nhưng chuyện dịch văn trác đã từng lạm dụng tình dục lại vẫn làm anh ta cảm thấy tựa như ăn phải phân vì thế từ duệ mặt không biểu tình lấy ra nút điều khiển đem cấp bậc trừng phạt tăng lên một nấc tiếng kêu la thảm thiết dưới tầng hầm tức khắc càng thêm thê lương lúc này bên phía lục bạch hệ thống cũng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai tăng nữa, giá trị hào cảm của từ duệ đối với ngươi lại tăng lên rồi, hiện tại đã tới 97. Làm sao bây giờ, hắn sẽ không lập tức tới bắt ngươi đi chứ? Sẽ không, dịch văn chắc còn ở trong tay hắn, từ duệ luôn luôn cẩn thận, hắn sẽ không để người khác tóm được nhược điểm phạm tội của mình, cho nên khẳng định còn muốn phái người ra nước ngoài xóa sạch dấu vết hành tung của hắn. Hơn nữa dịch văn chắc không phải chạy trốn sao, những suy đoán trên mạng thì tính là gì, hắn sẽ cho ra thêm nhiều chứng cứ để khiến dịch văn chắc hoàn toàn biến mất khỏi Internet. Giống như tình tiết mà ngươi an bài trong vở kịch kia phải không? Đúng vậy, đây chính là điều mà Từ Duệ đã tự mình dạy cho ta nha, năm đó trong tầng hầm của Từ Duệ, mỗi một đứa bé được mang về cuối cùng kết cục đều là như vậy. Nếu dịch văn chắc thật sự là bạch nguyệt quang trắng tinh không tì vết thì lục bạch cũng không tính toán để hắn chịu một kiếp này, nhưng trên thực tế, làm người khởi sướng, trong tay đương nhiên cũng không sạch sẽ, dính mạng người, nhiễm máu tanh, còn dựa vào ăn chiếc bánh màn thầu dính máu người để duy trì thể hiện trước mặt người khác, thậm chí còn muốn dùng tiền mua đứt mạng mình, đem lục bạch đẩy tới bên người từ duệ làm thế thân cả đời. Rác rười giống như vậy, làm hắn hưởng thụ mấy ngày được từ duệ đặc biệt chiếu cố, coi như là chuộc tội hệ thống khiếp sợ, cho nên ngươi để dịch văn chắc bị bắt là có mục đích khác. Lục Bạch, đương nhiên a à, vẫn là câu nói kia, chuyện lúc trước từ duệ cầm tù ta, hiện tại muốn tìm được chứng cứ là rất khó khăn, mặc dù Phó Chiêu tìm được 19 đứa bé bị hại kia, trừ phi còn có người có thể đứng ra làm chứng, nếu không cùng chỉ có thể ở thế rằng co. Nhưng hiện tại đã khác, dịch văn chắc đang ở trong tay của hắn, chỉ cần cơ hội thích hợp, đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, là có thể thuận lý thành chương kéo từ duệ xuống nước, cha rõ án oan năm đó hệ thống trầm mặc không nói nó đột nhiên hiểu ra lục bạch vì cái gì trăm phương ngàn kế cũng muốn làm cho dịch văn trác và từ duệ ở bên nhau mà đúng lúc này tiếng gõ cửa đánh gãy cuộc đối thoại trong não bộ của hai người người tiến vào ngoài ý muốn lại là phó chiêu chúc mừng phó chiêu đem đồ trong tay đặt xuống mặt bàn trước mặt lục bạch là một chiếc bánh kem nhỏ vô cùng tinh xảo xa xa đã có thể ngửi được hương vị thơm ngọt, khi vừa lôi ra liền thấy là một chiếc bánh kem mềm xốp nhẹ nhàng, nháy mắt có thể làm người tưởng tượng ra được tư vị ngọt ngào khi cho vào miệng nhấm nháp. Lục Bạch nghiêng đầu nhìn nhìn, tựa hồ không hiểu được lý do vì sao Phó Chiêu làm vậy. Phó Chiêu nhìn dáng vẻ của Lục Bạch liền nhịn không được thở dài, đem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu đặt ở trước mắt tuột huyết áp, huyết áp thấp còn từng mắc bệnh lao, mang bánh kem cho em, một phần là để chúc mừng sân khấu của em đã thành công, một phần khác cũng là để cho em nhớ kỹ tình huống thân thể mình thời điểm tôi lên lầu có hỏi qua sau khi em trở về vẫn luôn không kêu mang đồ ăn lên đúng không lục bạch á khẩu không trả lời được phó chiêu đối với cậu một chút biện pháp cũng không có đơn giản tự mình kêu phòng phục vụ cho khách nấu cho lục bạch chút cháo cùng chén canh nhỏ tính toán một hồi nhìn chằm chằm cậu ăn xong mới yên tâm Lục Bạch dựa vào trên sofa nhìn Phó Chiêu bận rộn trong ngoài, đột nhiên có loại cảm giác hết sức quen thuộc, cứ như trong nháy mắt Lục Bạch phảng phất xuyên thấu qua gương mặt của Phó Chiêu, nhìn thấy người thế giới trước vào giây phút cuối cùng lôi kéo tay cậu đỏ con mắt nói kiếp sau còn muốn chiếu cố cậu Hạ Cẩm Thiên. Nhưng rất nhanh, Lục Bạch liền đem suy nghĩ trong đầu quét sạch, Hạ Cẩm Thiên là người trong thế giới của quyền tiểu thuyết kia, kiếp sau luân hồi cũng vẫn là ở vị diện đó cậu lại coi phó chiêu như vậy là không đúng cô phụ lòng tốt của phó chiêu đối với cậu cũng có lỗi với hạ cẩm thiên lục bạch cúi đầu đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi phó chiêu thấy cậu sau một lúc lâu cũng không nói lời nào giơ tay sờ sờ chán lục bạch không thoải mái sao tôi không phát sốt phó tiên sinh không cần lo lắng ngữ khí lục bạch khó có lúc mềm mại phó chiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu đột nhiên nói đổi cách xưng hô được không phó tiên sinh nghe rất xa lạ Bàn tay của Phó Chiêu đặt trên trán Lục Bạch còn chưa có buông ra, Lục Bạch bị nhiệt độ cơ thể của anh vỗ về đến vô cùng thoải mái, dứt khoát nhắm mắt lại, hàm hồ hỏi, cũng không thể kêu là anh ơi, được. Thanh âm của Lục Bạch cắn thật nhẹ, như là lời nói thủ thủy bên tai, trái tim Phó Chiêu tức khắc đập rất nhanh, anh nhanh chóng cân nhắc một chút, cảm thấy cái xưng hô này kỳ thật cũng không ổn lắm. Gọi lén lút thì không sao cả, nhưng ở trước mặt người khác thì lại có chút ái muội. Nghĩ tới nghĩ lui, anh nhớ tới trường học được ghi trong sơ yếu lý lịch của Lục Bạch, nói đến cũng khéo, quê của bà ngoại Phó Chiêu cũng ở bên đấy, thời điểm thân thể bà ngoại còn tốt, có trở về nơi đó trải nghiệm 2 năm sinh hoạt điền viên mục ca. Phó Chiêu đi theo bồi bà ngoại, cũng ở trường sơ chung của Lục Bạch học tập một năm, đáng tiếc, anh rời đi mấy năm, Lục Bạch mới vào học. Nghĩ như vậy, Phó Chiêu dứt khoát nói ra đoạn chuyện cũ này với Lục Bạch, sau đó đề nghị, nếu không, em kêu tôi học trường đi. Lục Bạch đột nhiên mở mắt ra, nhìn người đang ở bên cạnh mình là Phó Chiêu, trong nháy mắt như vậy, Lục Bạch mới đột nhiên cảm thấy, ánh mắt khi Phó Chiêu nhìn cậu, cùng Hạ Cẩm Thiên lúc trước không có sai biệt. Ẩn nhẫn, đau lòng, cùng thâm tình, Lục Bạch kỳ thật vẫn luôn đều hiểu rõ. Chương 36 hệ thống có thể theo dõi giá trị hào cảm của mỗi người, nhưng trên thực tế, giá trị hào cảm này cũng không phải dành cho thân thể nguyên chủ, mà là linh hồn của Lục Bạch sau khi thêm vào thân thể này giống như ba anh em lục gia lúc trước lục bạch cuối cùng có thể lấy được toàn bộ giá trị hào cảm bất quá là bởi vì bọn họ đối với nguyên chủ áy náy quá lớn lại giống như hiện tại giá trị hào cảm của từ duệ đối với cậu không ngừng bò lên không chỉ bởi vì sự phản kháng của cậu sau khi tới thế giới này mà còn là vì cậu khác rất nhiều với dáng vẻ ẩn nhẫn vốn dĩ của nguyên chủ nói trắng ra là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả Mặc dù Lục Bạch hiểu rõ, nguyên nhân làm giá trị hào cảm tăng phần lớn là nhờ năng lực của mình, nhưng đối với Lục Bạch mà nói, những tình cảm đó đều không phải thuộc về cậu. Cho nên Lục Bạch cũng không tham lam, khi rời đi là có thể buông bỏ sạch sẽ. Nhưng chỉ có Hạ Cẩm Thiên là ngoại lệ, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn Lục Bạch đều cực kỳ chuyên chú, phảng phất thứ anh đang nhìn không phải là thể xác mà là linh hồn sâu bên trong. Cho nên Lục Bạch cuối cùng trước khi rời đi, nhịn không được cho anh một lời hứa hẹn gần như là lừa gạt lục bạch theo bản năng hỏi hệ thống phó chiêu và hạ cẩm thiên có khả năng là cùng một người không dù sao dù sao giá trị hào cảm của anh ấy đối với ta ngay từ đầu đã rất cao không phải hơi kỳ quái sao lục bạch đột nhiên nhớ tới điểm khác thường của phó chiêu vào lần đầu tiên gặp mặt cậu có một loại xúc động hành động và lời nói giống hạ cẩm thiên như vậy nói không chừng anh cũng có kỳ ngộ có thể xuyên qua mà đến đây thì sao nhưng ngay sau đó câu trả lời của hệ thống khiến cho lục bạch nhanh chóng bình tĩnh lại không có khả năng trừ phi hắn có được năng lực cùng đẳng cấp với chủ thần nếu không sẽ không có khả năng làm được bước này đây là hai vị diện khác nhau hệ thống do dự nói với lục bạch nếu ngươi thích phó chiêu không bằng ở lại một chút lục bạch sau một lúc lâu trầm mặc cuối cùng nói ta không thích anh ấy vốn dĩ lục bạch nguyên chủ kêu ta tới cũng không phải giúp hắn có được tình yêu viên mãn trong thế giới hiện thực lục bạch làm chức nghiệp thế thân mười mấy năm chán ghét nhất chính là tình yêu không thuần túy cậu và phó chiêu kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy nếu thật sự đến được với nhau ai biết người phó chiêu yêu chính là cậu hay vẫn là thể xác nguyên chủ chứ sau khi mở mắt ra lục bạch không giấu vết tránh đi cái ôm của phó chiêu cậu đem bánh kem chia làm hai nửa tự nhiên bưng lên một phần trong đó nếm thử rất ngọt sau đó quay đầu dùng ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói với phó chiêu học trường vẫn là thôi đi dù sao tôi cũng không phải là học đệ danh chính ngôn thuận gọi vậy ngược lại càng thêm kỳ quái nếu phó tiên sinh cảm thấy sưng hô quá nghi thức về sau tôi liền gọi ngài là nhị thiếu vậy lục bạch nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực trừ bỏ cảm xúc kiêng rè rất nhỏ vào thời điểm trợn mắt mơ màng sắp ngủ mặt sau không có bất luận cử chỉ khác thường nào khác nhưng phó chiêu lại có thể cảm nhận được trong nháy mắt thái độ của lục bạch đối với mình trở nên xa cách dù vậy anh cũng không biết nên dò hỏi như thế nào chỉ có thể tạm thời rằng co may mắn thuộc hạ phía bên kia gửi đến tin tức làm anh thuận lợi tìm được đề tài có thể nói chuyện với lục bạch lục bạch đã xác định được tình huống của dịch văn trác phó chiêu đem tin tức mình tra được giao cho lục bạch lục bạch cầm lên nhìn quả nhiên giống y như cậu suy đoán từ duệ sẽ không để mình lưu lại chút dấu vết nào liền đơn giản phái người ra nước ngoài ngụy trang thành dịch văn trác hiện tại tin tức đã trở lại trong nước bao gồm cả những bằng hữu mà dịch văn trác thường xuyên liên hệ cũng đều cho rằng dịch văn trác đã chạy thật xa rồi người này chúng ta đã khống chế được vấn đề duy nhất ở chỗ danh sách mà em đưa cho tôi một người tôi cũng không tìm được tất cả đều biến mất sao tôi gọi người đi tra xét hồ sơ người mất tích bên phía cục cảnh sát bên trong không có người giống với miêu tả dù sao cũng chỉ là tranh vẽ, còn là tranh vẽ từ 6 năm trước, căn bản không có cách nào xác định được những đứa trẻ đó đến từ nơi nào, đã từng làm cái gì. Quan trọng là chúng ta không thể rút dây động rừng, tìm kiếm trên quy mô lớn. Phó Chiêu sau một lúc trầm mặc, đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, thực xin lỗi, tôi không giúp được gì cho em. Lục Bạch sừng sốt, không cần xin lỗi, tôi biết, Phó Chiêu nhìn chằm chằm Lục Bạch với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, tôi biết em đều lên kế hoạch ổn thỏa rồi mới làm, nếu không tìm thấy người, em cũng sẽ có cách khác để thu thập từ duệ. chỉ là Lục Bạch, tôi hy vọng em có thể sống nhẹ nhàng một chút. Ít nhất, thời điểm ở bên cạnh tôi, em có thể không cần phải khó xử chính mình như vậy. Dưới tay ôm lấy Lục Bạch, Phó Chiêu châm trước lời nói với cậu, điều lúc trước tôi nói vẫn luôn hữu hiệu, nếu thật sự gánh vác không được, hãy dựa vào tôi xin giúp đỡ. Tôi khác với những người mà em đã từng gặp phải, chỉ cần em duỗi tay, tôi nhất định sẽ giữ chặt em. Nói xong, phó chiêu vỗ vỗ sau lưng Lục Bạch chậm rãi buông cậu ra, rời khỏi phòng. Lục Bạch ngồi ở trên sofa, sau một hồi lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, thẳng đến khi phục vụ bên ngoài mở cửa phòng Lục Bạch đem thức ăn đã chuẩn bị xong đưa tới, cậu mới hỏi hệ thống, giá trị hào cảm của phó chiêu đối với ta là bao nhiêu? Hệ thống, 100, Lục Bạch gật gật đầu, ta đã biết. Đem chén cháo trong tay ăn xong, Lục Bạch đột nhiên cảm thấy chén cháo này tựa hồ trở nên đặc biệt ấm áp. Mà dưới lầu, Phó Chiêu đang trên đường trở về nhà cũng phân phó thủ hạ tiếp tục tìm kiếm tung tích 19 đứa trẻ kia, mặt khác nghĩ biện pháp theo sát Từ Duệ, chú ý động tĩnh gần nhất của hắn. Nhị thiếu, hắn không phải đã có được dịch văn trác rồi sao, hẳn là sẽ không đi ra ngoài làm chuyện gì nữa. Không, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài, Phó Chiêu cẩn thận đem tính cách của Từ Duệ ở trong lòng cân nhắc một lần. Từ quá khứ của Lục Bạch có thể thấy, người như Từ Duệ không chỉ có cố chấp mà còn cực kỳ tham lam, hắn đã muốn cái gì, nếu không chiếm được thì sẽ nhanh chóng tìm kiếm vật tương tự tới để thay thế. Giống như Lục Bạch năm đó, điều kiêng kỵ nhất khi dạy dỗ một thế thân chính là thế thân có một tính cách cá nhân quá mức ngang bướng. Nhưng Từ Duệ thích lại đúng là loại ngang bướng bất khuất này, cho nên Lục Bạch càng phản kháng, cuối cùng thời điểm bị bắt khuất phục liền càng thêm hoàn mỹ mà hiện tại hình tượng của dịch văn trác sụp đổ đối với từ duệ lục bạch lại trở thành bạch nguyệt quang trong lòng cầu mà không được của hắn hơn nữa so với dịch văn trác mà nói lục bạch còn có một ý nghĩa đặc thù khác vô cùng quan trọng hết thảy của lục bạch hiện tại đều là do một tay từ duệ dạy dỗ mà thành có thể nói không có từ duệ thì sẽ không có một lục bạch lóa mắt như ngày hôm nay cũng đúng là bởi vậy, phó chiêu có thể khẳng định sự cố chấp và tham lam của từ duệ nhất định sẽ không vì có dịch văn trác ở bên người mà nhận được bất cứ một sự chấn an nào. bởi vì dịch văn trác là một kẻ nhu nhược, hắn sẽ liều mạng xin tha, cũng sẽ bởi vì khổ hình dày vò mà trở nên điên khùng, mặc kệ từ duệ dùng biện pháp gì, dịch văn trác cũng sẽ không bày biện ra được một chút dù chỉ là nhỏ tí tẹo sự kiên cường giống như lục bạch. cho nên phó chiêu phỏng đoán từ duệ nhất định sẽ còn ra tay lần nữa. Thứ mà dịch văn chắc không cho được, thì từ duệ sẽ đòi lại từ trên người người khác. Nhưng hiện tại, Lục Bạch đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ duệ không dám động vào, hơn nữa hắn cũng biết Lục Bạch đang muốn tóm được nhược điểm của hắn, cho nên hắn càng không thể làm việc không chút kiêng nể giống như lúc trước. Từ duệ ở tình huống bị làm cho nóng này như vậy, nói không chừng sẽ hành hạ đến tàn tạ vật lợi dụng. 19 đứa trẻ năm đó, không nhất định đã chết toàn bộ, phàm là còn một người tồn tại, hiện tại cũng sẽ bị từ duệ bắt trở về mặc dù không ai sống sót, vậy từ Duệ khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội này đi ôn lại chút dư vị, dư vị bạo lực lúc trước mang lại cho hắn niềm vui sướng cùng cảm giác vượt trội hơn người. Dù sao, những kẻ đó cũng giống như Lục Bạch, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà Lục Bạch trước mắt kỳ thật có cùng ý tưởng với Phó Chiêu, điểm bất đồng duy nhất chính là, Lục Bạch có thể khẳng định, 19 đứa trẻ kia nhất định đã không còn nữa. Hệ thống, vì sao? Lục Bạch bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật, hơn nữa chỉ có người đã chết là có thể thuận lý thành chương đốt thành cho chôn vùi theo tội ác. Hệ thống càng nghe càng không hiểu, vậy ngươi vì cái gì còn muốn phó chiêu đi tìm người? Lục Bạch ta là muốn anh ấy tìm kiếm chứng cứ chứng minh 19 đứa trẻ này đã từng tồn tại. Cho dù là mua tới từ vùng núi xa xôi, không có giấy khai sinh, nhưng ít nhất đứa nhỏ này lớn lên ở trong thôn xóm, sẽ có người quen biết nó mặc dù được nhận nuôi từ cô nhi viện bị sửa lại tên họ nhưng thời điểm lúc trước khi nó đến cô nhi viện nhất định từng ghi chép qua mục đích của ta chỉ là để tìm kiếm điều chứng minh sự tồn tại của những đứa trẻ đó là thật sau đó bị rơi vào tay từ duệ vậy hiện tại phó chiêu tìm không thấy thì phải làm sao bây giờ a à? không cần sốt ruột lục bạch lắc đầu dịch văn trác đã bị bắt vậy phó chiêu chỉ cần nhìn chằm chằm từ duệ nhất định có thể tóm được đuôi cáo quả nhiên ngày thứ ba phó chiêu lại lần nữa gõ cửa phòng lục bạch bất quá lần này anh là mang theo thuộc hạ tới có thể chứ sự tình tương đối bí ẩn phó chiêu kêu thuộc hạ chờ ở bên ngoài chính mình đi vào dò hỏi tình huống của lục bạch trước không sao đâu vào đi lục bạch mở cửa cho hai người phó chiêu và thuộc hạ không có đi vào bên trong mà trực tiếp dùng phòng khách của cậu có một ít là tư liệu video tôi phải mượn tv một chút anh cứ tự nhiên lục bạch tỏ vẻ bọn họ có thể tùy ý phó chiêu để cho thuộc hạ đi chuẩn bị còn mình lại đi đến bên cạnh lục bạch rót một ly nước ấm đặt vào trong tay cậu đừng sợ thanh âm phó chiêu thực ôn nhu lục bạch lắc lắc đầu đừng lo lắng tôi không có việc gì phó chiêu thấy thần sắc bình tĩnh của cậu lúc này mới bảo thuộc hạ mở video lên lọt vào trong tầm mắt là một chiếc xe tư gia màu đen quen thuộc đúng là chiếc mà từ duệ thường dùng nhất theo hình ảnh được cắt xe cuối cùng được chuyển vào trong bãi đỗ xe của công ty từ duệ đây là chuyện xảy ra khi nào, Lục Bạch mẫn cảm dò hỏi. Dạng sáng lúc 1 giờ, Phó Chiêu Thay thuộc hạ giải thích mà video vẫn còn tiếp tục phát. 9 giờ tối ngày hôm sau, xe của Từ Duệ lại một lần nữa chạy từ nhà cũ Từ ra đến bãi đỗ xe công ty. Mà ngày thứ ba, Từ Duệ căn bản không có về nhà, mà ở luôn tại công ty. Từ Duệ gần đây đang cùng bên nước ngoài ký một hợp đồng tài nguyên, đúng là vô cùng vất vả, đêm khuya đi công ty có lẽ là bởi vì lệch múi giờ, mở cuộc họp hội nghị video với bên kia để triển khai phương án phối hợp. Nhưng mặc dù như vậy, liên tục 3 ngày đều ở những thời gian khác nhau cố tình chạy tới công ty đều làm người khác cảm thấy rất kỳ quái. Không sai, hơn nữa từ đoạn thời gian này có thể thấy, giống như trong nhà không có gì hấp dẫn hắn, không bằng tới công ty, lục bạch thuận lý thành trương phân tích tôi cũng cảm thấy như vậy cho nên kế tiếp suy đoán em không cần sợ hãi kế tiếp tôi sẽ nghĩ biện pháp gọi người ra chứng thực nếu có thể khẳng định tôi nghĩ em có thể báo án để bắt từ duệ rồi là sao phó chiêu đem một tấm ảnh chụp để trước mặt lục bạch tôi phát hiện từ duệ sau khi tới công ty hắn vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngồi như vậy lục bạch nhìn kỹ nội dung bức ảnh là một ảnh chụp lén từ ngoài cửa sổ từ duệ tây trang dày ra, ngồi ở trên ghế tròn nhỏ không có lưng tựa, phía sau lưng hắn gắt gao mà dàn vào góc tường phòng nghỉ, lộ ra trong ảnh chụp chỉ có một bên sườn mặt. Tư thế này quá kỳ quái, tôi hoài nghi, tường sau lưng hắn khả năng đang cất giấu thứ gì đó. Ít nhất là đồ vật có thể làm cả thể xác và tinh thần hắn sung sướng. Chương 37 cho nên, thứ có thể làm cả thể xác lẫn tinh thần của từ duệ sung sướng rốt cuộc là cái gì? Lục Bạch cầm ảnh chụp trong tay đột nhiên cảm thấy không rét mà run, phảng phất có một cỗ tử khí lạnh lẽo theo lòng bàn chân chậm rãi bò lên trên. Bởi vì dáng ngồi này của Từ Duệ quá quen thuộc, quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thấy liền sẽ khiến thân thể sinh ra phản ứng đặc thù. Hệ thống, Lục Bạch, Lục Bạch thấp giọng đáp lại, ta không sao. Nhưng cậu lại đứng lên, nói với Phó Chiêu Anh có thể bắt trước tư thế ngồi này hay không? Phó Chiêu ngẩng đầu nhìn Lục Bạch em nghĩ ra được cái gì sao? Ừm, tôi muốn xác nhận lần cuối một chút, bởi vì thân thể khó có thể kháng cự lại sự sợ hãi." Thanh âm khi Lục Bạch nói chuyện có chút run rẩy. Phó Chiêu nhẹ nhàng cầm tay cậu làm chút an ủi, sau đó nhìn theo tư thế trong ảnh chụp ngồi vào trên sofa. Anh thả lỏng thân thể, làm cho cả phía sau lưng đều dán ở chỗ tựa lưng của sofa, hai chân bắt chéo, một cánh tay đặt trên tay vịn sofa, một tay khác như là, trong lòng Phó Chiêu đột nhiên cả kinh. Mà Lục Bạch lại dùng một loại tư thế cực kỳ kính cẩn nghe theo, thuần phục ngồi quỳ ở bên chân Phó Chiêu, đầu tựa trên đầu gối anh, tay Phó Chiêu vừa lúc đặt ở trên đỉnh đầu Lục Bạch. Còn trong ảnh chụp cánh tay của Từ Duệ là đặt ở trên tay nắm nhỏ trên cánh cửa nơi góc tường, một bàn tay khác thì thưởng thức một con thú bông có lông nhung, nhưng tư thế của hắn, cùng Phó Chiêu giống nhau như đúc. Phó Chiêu tức khắc hiểu ra nguyên nhân vì sao Lục Bạch cảm thấy quen thuộc, bởi vì 10 năm qua, Từ Duệ khi ở trước mặt Lục Bạch vẫn luôn là cái dạng tư thái này tường, tường phía sau hắn, cất giấu đồ vật, lục bạch có thể khẳng định. Từ duệ một thân cố chấp tới cực điểm, hắn cho rằng đồ vật vốn thuộc về hắn, thì cho dù đã chết cũng phải lưu lại bên người mình, mà thời điểm hắn không thể hưởng thụ được loại khoái cảm này từ trên người dịch văn chắc, hắn liền chỉ có thể nếm lại dư vị đã qua. Tư thế khi hắn dựa vào trên tường này, càng thêm nghiệm chứng điều đó, trong 4 năm ở tầng hầm, mỗi khi từ duệ trở về, thời điểm ngồi ở trên sofa, lục bạch cùng 19 đứa trẻ kia đều sẽ vây xung quanh bên người hắn, khuất nhục hầu hạ bức tường sau lưng từ duệ nhất định có đồ vật có thể làm hắn nhớ lại bốn năm đó chỉ có như vậy hắn mới dùng tư thế kia để ngồi ở chỗ này tưởng tượng chúng tôi còn giống như năm đó vờn quanh bên người hắn phó chiêu vội vàng an ủi cậu em yên tâm tôi sẽ nghĩ cách đi cha lục bạch thở hổn hển một hơi sau đó chậm rãi lắc đầu anh không thể tra xét người phái đi theo dõi từ duệ cũng nên quay về thôi Bên kia đã nhanh chóng giải quyết xong hậu quả do dịch văn trác gây ra, từ duệ nhất định sẽ triệu hồi tất cả người về lại bên cạnh mình, sau khi nhân thủ sung túc, anh rất khó có thể chui vào lỗ hồng, sẽ rút dây động rừng. Giả làm người tu sửa gì đó cũng không có khả năng, cao ốc công ty từ duệ là mua từ 6 năm trước, lúc ấy công ty dọn nhà còn lên tin tức hot search, hắn tìm người trang hoàng cho công ty khẳng định đều là người một nhà, anh có biện pháp có thể không đập tường ra mà vẫn tìm được chứng cứ sao. Quan trọng là, em cảm thấy chứng cứ mà từ duệ lưu lại là cái gì, Phó Chiêu nghe ra suy đoán của Lục Bạch. Cho cốt, hai chữ này Lục Bạch nói đến gian nan, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bạch. Năm đó 19 đứa trẻ kia sau khi bị mang đi, cũng không còn xuất hiện nữa, tôi đã từng suy nghĩ, có phải bọn họ được an trí ở một viện điều dưỡng nào đó hay không, nhưng sau đó tôi lại nhớ tới một chi tiết. Ánh mắt lục bạch hoảng hốt, sau khi lâm vào hồi ức, ánh mặt của cậu cũng dần dần bắt đầu không có tiêu cự. Đoạn thời gian kia tần suất kiểm tra vô cùng dày đặc, cơ hồ lâu lâu liền phải kiểm tra một hồi, mà mỗi lần kiểm tra kết thúc Lục Bạch đều phát hiện Từ Duệ sẽ ôm về một cái bình gốm sứ nhỏ màu lá trà, sau đó khóa ở két sắt trong tầng hầm. Lục Bạch từng nhìn lén mặt trên bình là đánh số, hiện tại nhớ lại, số thứ tự đó phải chăng giống với số thứ tự mà lúc trước bọn họ được mang tới? Điểm khác biệt duy nhất chính là, thời điểm bọn họ bị bắt đem tới, là dựa vào tư chất để xếp hạng, tựa như thiếu niên chỉ mới 12 tuổi kia, chính là không một mà người khó thuần phục nhất là Lục Bạch thì mang số 20. Nhưng mã hóa trên bình xứ là ba chữ số, Lục Bạch nhớ rõ ràng, sau khi đứa nhỏ kia bị lôi đi, từ duệ liền mang về một cái bình xứ, mã hóa đánh dấu là 161. Nói cách khác, nó là số 16 bị đào thải, tư chất đứng nhất để trở thành thế thân. Những chi tiết này rốt cuộc liền thành một tuyến ở trong đầu Lục Bạch, cậu đột nhiên cuống quýt mà đứng lên, muốn tìm ví tiền của mình. Lục Bạch, Lục Bạch, hệ thống cảm thấy cảm xúc của cậu không đúng. Nhưng Lục Bạch giống như đã không nghe được vào đầu, khó có lúc tay chân luống cuống, hệ thống có thể cảm giác được rõ ràng, Lục Bạch sụp đổ không chỉ về thể xác mà còn có linh hồn vô cùng cường đại của cậu. Em muốn tìm cái gì, tôi giúp em tìm, Phó Chiêu cũng nhận ra Lục Bạch không thích hợp. Nhưng Lục Bạch lại lạnh giọng quát đừng chạm vào tôi. Cùng lúc đó, Lục Bạch rốt cuộc cũng cầm được đồ vật mà cậu muốn tìm, là chứng minh thư Lục Bạch để trong bóp tiền, cũng là chứng minh thư mà năm đó từ Duệ an bài cho cậu khi thả cậu ra trước mặt công chúng. Cuối cùng là 2020, tư chất đứng hàng 20, cuối cùng đứng vị trí thứ 20. Hóa ra là như thế này, mẹ nó ta năm đó quá ngu xuẩn, Lục Bạch thấp giọng nhắc mãi một câu, nhắm mắt lại, phảng phất như lâm vào giữa hối hận dày đặc. Hệ thống hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có thể nhỏ giọng gọi cậu, Lục Bạch, Lục Bạch nhưng lần này lục bạch cũng không có hoàn toàn mất khống chế ngược lại rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần hơn nữa còn hỏi hệ thống một câu chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng có thể cho ta trở lại thế giới hiện thực hơn nữa thời điểm trở về tùy ý để ta lựa chọn đúng không đúng nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn một thế giới mà ngươi thích để vĩnh viễn lưu lại hoặc là lưu lại trong không gian của chủ thần làm nhân viên công tác trường sinh bất tử hoàn toàn không cần ta nghĩ chủ thần cho ta cơ hội lần này khẳng định không phải muốn ta lưu lại làm nhân viên công tác ta nhất định phải trở về thế giới hiện thực của ta sự kiên quyết của lục bạch làm hệ thống khiếp sợ bởi vì từ xưa tới nay chấp pháp giả bị lựa chọn tiến vào thế giới mau xuyên để hoàn thành nhiệm vụ hầu như cuối cùng không có một ai lựa chọn trở về thế giới quá khứ của mình cho dù những người đó là kẻ mang huyết hải thâm thù, sau khi trải qua ba nghìn thế giới lớn nhỏ, kiến thức rộng rãi, cũng chậm rãi buông xuống những thù hận đó, nhưng sự kiên quyết của Lục Bạch lại là độc nhất vô nhị. Hệ thống trầm mặc một hồi, thật cẩn thận dò hỏi, Lục Bạch, ngươi ở trong thế giới hiện thực, là có cái gì không bỏ xuống được sao? Lục Bạch, không có, nhưng có một bản án oan 16 năm chờ ta trở về để sửa lại án xử sai trong nháy mắt hệ thống đọc được một bộ hình ảnh ở trong đầu lục bạch chắc hẳn đó là tiểu lục bạch năm mười mấy tuổi quỳ gối một mình chi điệu trước một ngôi mộ cậu chật vật vô cùng trên người còn mang theo không ít vết thương đến quỳ gối cũng đều lao lực nhưng tư thế dập đầu của cậu lại rất nề nếp cực kỳ tiêu chuẩn phía sau cách đó không xa có hai người đàn ông cao to đứng ở nơi đó như là đang giám sát đây là hình ảnh trong trí nhớ của lục bạch cậu đem quá khứ của chính mình giấu thật sự sâu cùng nhau vượt qua hai thế giới đây cũng là lần đầu tiên hệ thống đọc được một màn này nhưng một màn này cũng đủ để nói lên rất nhiều điều lục bạch không có ý tứ giải thích cậu rất nhanh đã thu liễm tinh thần thời điểm đem chứng minh thư giao cho phó chiêu lục bạch đã bình tĩnh lại rất nhiều tôi nghĩ anh cũng đã biết đại khái mặt tường sau lưng từ rệ rốt cuộc là dùng để làm gì năm đó khi từ duệ mang đi một người kết sắt trong tầng hầm của hắn liền sẽ nhiều thêm một cái bình xứ có đánh số mỗi một bình xứ đều lớn nhỏ giống nhau tôi hoài nghi trọng lượng bên trong cũng là như nhau người như từ duệ là biến thái trời sinh dục vọng khống chế của hắn quá lớn mạnh mẽ coi chúng tôi là dịch văn trác mà hắn tưởng tượng như vậy hắn cũng liền cam chịu sau khi chúng tôi chết trọng lượng cũng nên giống nhau cho nên hắn chuẩn bị bình xứ giống hệt nhau mỗi một cái cho cốt khi thiêu xong trọng lượng cũng phải là hoàn toàn trùng khớp cái bình xứ kia lục bạch tìm một tờ giấy trắng lấy bút ra cẩn thận vẽ lại một cách kỹ càng tỉ mỉ bình xứ cùng những hoa văn trên đó địa phương có thể thiêu người cũng chỉ có mấy chỗ bộ bình đựng cho cốt này nói không chừng là tìm một người chế tác riêng người tìm không thấy đồ vật lại khá có địa vị có thể làm ra hũ đựng cho cốt xinh đẹp như vậy tôi nghĩ nhất định được tạo ra bởi một người nổi danh trong vòng làm gốm sẽ hạ mình làm bình đựng cho cốt hơn phân nửa là người có tin xấu quấn thân ở trong giới lăn lộn không nổi lên được nên chỉ có thể khuất phục trước thế lực tiền tài phó chiêu gật đầu em yên tâm chuyện đó tôi sẽ lập tức cho người đi cha hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả còn về mặt sau bức tường kia chỉ cần người của từ duệ còn ở đó mấy anh khẳng định rất khó có thể động tay tới được bao gồm cả dịch văn trác bị giam ở nhà cũ từ gia hiện tại báo án cảnh sát tới cửa cũng rất khó tìm được chân tướng nhà cũ từ gia có rất nhiều cơ quan chỉ có từ duệ mới biết được hắn muốn giấu một người chỉ có thể hủy đi phòng ở vậy ý tứ của em là tôi chờ anh tìm được chứng cứ chỉ cần anh tìm được chứng cứ là tôi có thể dẫn dụ từ duệ ra ngoài không được phản ứng đầu tiên của phó chiêu chính là việc này quá nguy hiểm lục bạch đối với từ duệ mà nói giống như mỹ vị nhất định phải có được trong bàn tay từ duệ hận không thể đến nằm mơ cũng phải đem lục bạch bắt được đến bên người một khi lục bạch chủ động đến bên từ duệ hắn sao còn có thể buông tha cậu huống chi sự sợ hãi từ duệ đối với lục bạch đã là tồn tại giống như bản năng mặc kệ nhìn từ góc độ nào phó chiêu đều quyết không thể mặc kệ lục bạch trực tiếp dâng mình tới trước mặt từ duệ lục bạch lại dán lỗ tay anh nói một câu lần này tôi không phải có anh rồi sao Phó Chiêu, em có tính toán gì không? Ngữ khí lục bạch trịnh trọng, lần này là thật sự muốn nhờ Phó Tiên Sinh giúp tôi một chuyện. Phó Chiêu đưa ra điều kiện, không thể làm thương tổn chính mình. Lục bạch chém đinh chặt sát, sẽ không, anh yên tâm, tôi so với ai khác đều khát vọng tồn tại hơn cả tôi chỉ muốn nhờ anh diễn kịch cùng tôi người như từ duệ tuy rằng quỷ kế đa đoan lại vô cùng cẩn thận tinh tế nhưng tính cách của hắn có một khiếm khuyết rất lớn chính là hắn quá cố chấp sự chiếm hữu gần như điên cuồng đó sẽ làm hắn đối với những người hay sự việc không nằm trong tầm kiểm soát của mình sinh ra phẫn hận tiến tới mất đi lý trí tôi dám khẳng định hiện tại từ duệ đang tìm mọi cách bện một tấm lưới lớn cho nên tôi không thể cho hắn thời gian làm điều đó tôi muốn hắn bởi vì ghen ghét mà không thể suy nghĩ được gì chỉ hận không thể tự mình đi theo tôi chính mắt nhìn chằm chằm tôi thậm chí là tự thân tới bắt tôi đến lúc đó chỉ cần tầm mắt của hắn đều hướng về phía tôi hắn liền có thể rơi vào trong tấm lưới mà chúng ta đã thiết kế sẵn em muốn tôi diễn cái gì ngữ khí lục bạch thành khẩn tôi muốn theo đuổi phó tiên sinh hy vọng ngài có thể đồng ý Phó Chiêu đột nhiên sừng sốt, lỗ tai chậm rãi đỏ lên. Có thể, dừng một chút anh lại bổ sung một câu, vẫn là để tôi theo đuổi em đi, như vậy càng chân thật. Chương 38 hai tháng gần đây, phong ba trong giới giải trí cơ hồ đã không chỉ lưu hành trong quần thể tộc người theo đuổi thần tượng nữa, mà là đi vào sinh hoạt của công chúng. Liên tiếp các vụ như thần tượng không có đạo đức tài liệu đen của công ty quản lý bên trong giới giải trí, mỗi một lần tin nóng được đưa ra đều làm tam quan của con người vỡ nát mà chuyện gần đây nhất càng làm người chấn động là về lục bạch mọi người đều biết thân phận của người tên lục bạch này không trong sạch tuy hai chương trình truyền hình gần đây cậu đều thể hiện ra được tài năng cực cao thân thế và quá khứ cũng làm cho rất nhiều người vì cậu mà đau lòng nhưng từ khách quan mà nói lục bạch đích đích xác sắc là một củ khoai lang nóng phòng tay ai tiếp nhận người đó liền chọc phải phiền toái mặc dù lục bạch đã đổ nhưng cậu lúc trước thời điểm không quan tâm báo án hoàn vũ cũng rõ ràng làm không ít đại lão có quan hệ hợp tác với hoàn vũ mất đi một ít giá trị kinh tế cho nên người âm thầm muốn lộng chết lục bạch có thể nói là nhân số đông đảo nhưng cậu lại có nhiều thêm một người theo đuổi còn là người có thanh danh tốt nhất trong giới tính cách rộng mở thẳng thắn nhân sinh thắng người khác nhị công tử phó gia phó chiêu giống như là bị lục bạch hạ cổ, phó chiêu theo đuổi cậu vừa trắng trợn lại nhiệt liệt. chẳng sợ huynh trưởng bên ngoài tỏ vẻ không đồng ý, cũng không xem trọng, phó chiêu vẫn luôn giữ gìn bảo hộ lục bạch. đầu tiên là những tin tức xấu của lục bạch ở trên mạng bị người không giấu vết xóa bỏ, sau đó là phòng làm việc. lục bạch sau khi rời khỏi hoàn vũ vẫn luôn một mình một người, phó chiêu tự mình chi tiền tìm nhân mạch thành lập cho lục bạch một phòng làm việc, tên gọi là mộ bạch cũng tương đương thể hiện sự lãng mạn cùng chân thành tha thiết anh thậm chí còn chủ động tìm cho Lục Bạch một người đại diện, là người đại diện kim bài trong vòng đã từng mang qua vài vị ảnh đế ảnh hậu. Có hắn đi theo Lục Bạch, chỉ cần Lục Bạch không tự tìm đường chết, đường lui nhất định thanh thang thoải mái. Mà mấy tin tức này, đều là đặt ở mặt ngoài, có paparazzi cẩn thận tìm hiểu quá khứ của Lục Bạch và Phó Chiêu, thật đúng là phát hiện ra nhiều dấu vết. Tỷ Như, Phó Chiêu đã từng nhiều lần mang theo đoàn đội xuất hiện ở khách sạn nơi Lục Bạch ở, nhưng sau đó lại có người phát hiện, đoàn đội của Phó Chiêu đều chờ ở nhà ăn dưới lầu, còn bản thân Phó Chiêu lại không ở nơi này, hư hư thực thực lén đi gặp người đẹp. Mà trợ lý của Sầm Khê Nghiễm cũng có một lần nói chuyện phiếm lơ đãng tuồn ra việc Lục Bạch có cơ hội tham gia buổi thử vai, chính là nhờ Phó Chiêu cố gắng thuyết phục, còn có, mỗi lần Lục Bạch tham dự chương trình phát sóng trực tiếp hoặc là diễn tập, Phó Chiêu cũng tới hiện trường quan sát vì cái gì không tự mình đưa đón lục bạch là sợ sự tồn tại của mình làm người khác hiểu lầm trở thành tin xấu bị người sử dụng để tấn công lục bạch nhưng ẩn nhẫn hồi lâu phó chiêu vẫn là nhịn không được mà càng khiến người khiếp sợ chính là không bao lâu một bức ảnh chụp lén lục bạch xuất hiện trên mạng mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy được ngón áp út của cậu đeo một chiếc nhẫn đại ca của phó chiêu người lúc trước trước sau không tán đồng thế nhưng cũng sửa lại cách nói còn chủ động chia sẻ lại bài viết đánh giá một câu nhẫn không tồi các võng hữu tức khắc tất cả đều chấn kinh rồi, đậu má đậu má, đây là dấu hiệu tốt sao? Trời ơi, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi, giả đó, khẳng định là lăng xê, lục bạch có thân phận gì chứ, là con hát bị người chơi nát, mấy người có phải đã quên phó chiêu là người có thân phận gì rồi hay không, sầm khê nghiễm có thể cùng lão đại phó ra kết hôn là bởi vì sầm khê nghiễm vốn dĩ là tiểu công tử hào môn, người ta tiến vào giới giải trí là vì thích diễn kịch nha, lấy sự nghiệp diễn xuất làm đầu, còn lục bạch tính là thứ gì. Lời này có thể nói là không có cách nào bàn cãi được, tuy rằng chói tai nhưng lại vô cùng chân thật, dù sao lúc trước những bức ảnh chụp buông thả, dâm loạn khiến người xem đỏ mặt của Lục Bạch bị phát tán ra, hiện tại vẫn còn lưu trong ổ cứng của không ít người. Nhưng rất nhanh, người này thế nhưng nhận được đơn kiện của luật sư bên phòng pháp vụ của Phó Chiêu, người vẫn luôn ôn tồn lễ độ như Phó Chiêu, vì Lục Bạch vậy mà cũng là một fan vì tình yêu mà thiên lương vương phá sao của bá đạo tổng tài. Sao Thiên Lương Vương Phá, ngôn ngữ mạng, xuất phát từ cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ, trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương Thị phá sản đi, Thiên Lương nghĩa là trời lạnh, Vương ở đây là Vương Thị, phá là phá sản. Mà càng thú vị hơn chính là, Phó Chiêu còn tự mình đáp lại bình luận của các võng hữu nói tin tưởng vào tình yêu lúc trước. Dẫn tới sau đó mọi người đều nhịn không được mà bàn tán, Lục Bạch có phải là hạ cổ Phó Chiêu hay không, bằng không Phó Chiêu vì cái gì lại mê luyến thành như vậy. Phòng xếp của khách sạn Lục Bạch nhìn bình luận của Phó Chiêu mà nhìn không được bật cười, kỳ thật cũng không cần làm như vậy. Phó Chiêu buông di động, càng chân thật thì càng tốt. Lục Bạch cũng không đáp lại, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống, bãi đỗ xe cách khách sạn một khoảng không xa, có một chiếc xe tư gia trông vô cùng điệu thấp đang đỗ ở đó. Lục Bạch đã liên tục ba ngày liền từ dưới lầu khách sạn nhìn thấy nó, hơn phần nửa là paparazzi. Phó Chiêu đứng bên cạnh Lục Bạch, hiện tại em tính toán làm cái gì? Lục Bạch nghĩ nghĩ, anh để ý mấy chuyện thân mật không? Không ngại, Phó Chiêu vừa mới nói xong, đã bị Lục Bạch trở tay đẩy dựa vào trên cửa sổ sát đất làm bằng kính. Lục Bạch sau khi quyết định diễn kịch, liền nhanh chóng đổi phòng xuống tầng dưới. Từ góc độ của Paparazzi, chỉ cần camera của hắn đủ tốt là có thể giành mạch chụp được một màn Lục Bạch hôn môi Phó Chiêu này. Quả nhiên, lại lần nữa lên hot search, trong ảnh chụp, Lục Bạch và Phó Chiêu chán kề chán, trên mặt cả hai đều mang theo ý cười thâm tình cho nên, quả nhiên là tình yêu mà. Đóng ngoặc vuông, không biết vì cái gì, có một loại cảm giác vui mừng cho lục bạch khổ tấn cam lai sao. Sao khổ tấn cam lai, đau khổ qua đi, hạnh phúc sẽ đến. Vậy cuối cùng, phó nhị thiếu đây là tình yêu thật sự đúng không? Đóng ngoặc vuông, bên phía phó chiêu ở bên trong cố tình dẫn đường, hướng gió dư luận một đường tất cả đều là vui mừng cho hai người, chúc hai người bách niên hảo hợp. Hơn nữa sau đó còn có người thành lập trạm CP Lục Bạch và Phó Chiêu, bên trong có các loại đường được phen cắt nối biên tập. Sầm khê nhiễm thừa dịp lục bạch không có ở đây, tìm phó chiêu một chuyến. Em nghĩ như thế nào? Sầm khê nhiễm có chút lo lắng thay phó chiêu, tâm tư của em trai nhà mình, có thể nói lòng tư mã chiêu sao người qua đường đều biết. Nhưng tình huống của lục bạch, chỉ sợ rất khó tiếp nhận phó chiêu. Sao lòng tư mã chiêu, lòng giả dạ tư mã chiêu người người đều rõ, đã trở thành một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc giá tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết. Nếu không hai người cũng sẽ không tới bước này rồi vẫn là kế sách tạm thời. Nhưng Phó Chiêu lại chỉ lắc lắc đầu, em có thể chờ. Sầm Khê nhiễm thở dài, anh trai em bảo anh truyền lời lại với em là chính em đừng hối hận là được. Phó Chiêu cười cười, tỏ vẻ không có việc gì, hiện tại đúng thật không phải thời điểm để nói chuyện tình cảm, tuy rằng trên mạng phạt nhìn tình huống vẫn còn rất hài hòa, nhưng Phó Chiêu lại rõ ràng phát hiện Từ Duệ đã kìm nén không được mà bắt đầu xâm nhập vào xung quanh cuộc sống của Lục Bạch chương trình kia của sầm khê nhiễm tuy rằng đại bộ phận đều là người một nhà nhưng rất nhiều thời điểm không thể kiểm tra hết được toàn bộ nhân viên công tác quan trọng nhất chính là chuyện mà lục bạch bảo anh cha còn chưa có tin tức phó chiêu rất lo lắng an toàn của lục bạch sẽ xuất hiện vấn đề sự tình đã tiến triển tới bước này rồi từ dệ gần như sắp bị bước điên hoàn toàn thậm chí một thời gian trước hắn còn muốn mượn sức người để nhằm vào phó gia nếu không phải phó gia nội tình thâm hậu chỉ sợ cũng sẽ trúng kế cho nên động tác của phó chiêu cần thiết phải nhanh hơn một chút mà từ duệ lúc này tình huống so với trong kế hoạch của phó chiêu và lục bạch càng thêm không xong sự chấp nhất lúc trước đối với dịch văn chắc làm hắn tuy rằng dạy dỗ lục bạch hưởng thụ sự hầu hạ của lục bạch nhưng không có chạm qua cậu chỉ vì muốn đem chính mình hoàn chỉnh để lại cho bạch nguyệt quang nhưng cuối cùng hắn không chỉ không đạt được mục đích ngược lại ở trên người dịch văn chắc sống sờ sờ ăn một ngụm phân hiện tại nhớ tới miệng vẫn tràn ngập vị tanh tuổi như cũ thế nhưng lục bạch lại đem chính mình hiến cho phó chiêu nhìn ánh mắt thâm tình chân thành khi lục bạch nhìn chăm chú phó chiêu trong ảnh chụp từ duệ liền không tự chủ được nhớ lại bộ dạng lục bạch quỳ gối dưới chân mình trước đây hắn thậm chí còn không thể ngừng suy đoán xem khi phó chiêu và lục bạch trong lén lút ở chung với nhau rốt cuộc là cái dạng gì người như lục bạch nhìn như cường thế xương cốt cũng cứng cỏi nhưng thân thể lại trái ngược vô cùng mềm mại làn da trắng nón giống như ngọc thạch cũng chính vì điều đó thời điểm vết thương chồng chất vết thương mới có thể càng thêm mê người. Cho nên, hai người bọn họ rốt cuộc đã tiến hành tới một bước nào rồi. Ôm, hôn môi, này đều đã bị chụp được. Như vậy sau khi đóng lại tấm rèm kia thì sao? Lục Bạch có phải sẽ chủ động giúp vào trong lồng ngực của Phó Chiêu mà thần phục hắn ta hay không? Có phải sẽ đỏ con mắt dùng ánh mắt cầu Phó Chiêu thương tiếc nhưng ngoài miệng lại quật cường không chịu nhận thua thậm chí tùy thời trở tay áp đảo Phó Chiêu hay không? Từ Duệ ở trong văn phòng bật đi bật lại video giám sát, bộ dạng dịch văn trác ở dưới tầng hầm chịu đủ loại tra tấn đã không thể khiến cho hắn nổi lên một tia hưng phấn nào, ngược lại càng làm tăng thêm bực bội, cũng làm sự ghen ghét ở sâu bên trong nội tâm của hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Đem đầu dựa trên mặt tường, Từ Duệ máy móc đếm số. 107, 219, 306, 2020, đây là hắn trước đây đánh số lần cuối cho mỗi cá nhân mà những đứa trẻ đó hiện tại cũng vĩnh viễn ở cạnh bên hắn chỉ cần hắn dựa vào trên mặt tường này những đứa trẻ đó liền từ phía sau vươn đôi tay ra dùng sức ôm lấy hắn từ duệ vươn đầu lưỡi liếm láp mặt tường phảng phất như về lại năm đó thời điểm bản thân vui sướng nhất mà lục bạch khi đó sẽ quỳ gối dưới chân hắn mặc kệ trên người mang theo bao nhiêu khổ hình đều trước sau như một dùng ánh mắt tràn ngập hận ý cùng vĩnh viễn không khuất phục gắt gao nhìn chằm chằm hắn quá xinh đẹp lục bạch tôi nhất định sẽ có được em từ duệ đè lại trái tim đang đập thịt thịt trong lồng ngực mình rất muốn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt lục bạch đem cậu từ bên người phó chiêu cướp lại suy tính rồi lại kiềm chế là của hắn hắn nhất định có thể tự tay lấy lại được từ duệ đem kế hoạch của mình cẩn thận sửa sang lại một lần sau đó gọi thư ký vào để bọn họ dựa theo ý tứ hắn đi làm việc bên phía phó chiêu đang nhìn chằm chằm vào chúng ta thư ký châm trước câu chữ rồi đưa ra ý kiến của mình anh ta đã đi theo từ duệ rất nhiều năm nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu sợ hãi từ duệ trong tay không sạch sẽ anh ta chính là giúp bạo quân làm điều ác nhưng trong tay từ duệ có nhược điểm của anh ta từ duệ mà chết thì anh ta cũng không thể trốn được chế tài của pháp luật những người dưới trướng từ duệ trên cơ bản đều cùng tình huống với anh ta đều là rắn chuột một ổ, sau lại giúp đỡ từ duệ làm quá nhiều chuyện xấu, nhiều vô số đều là tội có thể rơi đầu, bởi vậy anh ta so với ai khác đều sợ hãi từ duệ lật thuyền hơn cả. Nhưng hiện tại, chỉ một người là Lục Bạch đã sắp làm Từ Duệ mất khống chế, trước mắt Từ Duệ, tràn ngập trong nội tâm và ánh mắt đều là đố kỵ, muốn đem toàn bộ tài nguyên và nhân lực đều dùng để bắt giữ Lục Bạch về bên người. Cứ làm như vậy, bọn họ cũng không có cách nào có thể rửa sạch được dấu vết, che giấu không được, liền rất dễ dàng bị bắt được a à, nhưng mà thư ký không biết là cái đuôi mà hắn tìm mọi cách để che giấu ở trong tình huống từ duệ mất khống chế đã bị tra xét ra nguồn gốc thư ký của phó chiêu theo lệnh anh mang tới một lão nhân trên người ông mặc quần áo của bệnh viên tâm thần gầy gò như que củi thân thể lắc lư ở trong quần áo phảng phất như dây tiếp theo liền tan thành từng mảnh lục bạch nhìn ông ta hỏi phó chiêu người này là ai Phó chiêu ý bảo lão nhân tự mình nói, lão nhân dường như đã lâu rồi không nói chuyện bình thường, ông hoãn một hơi, mới nói, tôi là người năm đó giúp từ dệ thiêu cho cốt. Chương 39 vị lão nhân này mấy năm nay cũng đã chịu vô số những tra tấn lớn nhỏ, khi nói về chuyện cũ, vẫn như cũ chìm đắm trong thống khổ. Vốn dĩ tôi làm công tác ở nhà tang lễ, sau khi về hưu, nghĩ tới trợ cấp trong nhà, cho nên khi nhận được lời mời tới làm việc ở một nhà tang lễ cho thú cưng ở vùng ngoại ô, tôi rất nhanh liền đồng ý. Lục Bạch và Phó Chiêu Liếc nhìn nhau, đồng thời hiểu ra ngọn nguồn, tâm lý của mọi người đối với thú nuôi càng ngày càng để ý, mấy năm nay ngành hỏa táng thú cưng cũng đã trở thành một ngành sản xuất đứng đầu. Nhưng tại 6-7 năm trước, cái ngành sản xuất này vẫn mới chỉ bắt đầu phát triển, tuy rằng có không ít nhà tang lễ thú cưng đều có quan hệ với bệnh viện thú cưng, dù vậy cũng không tính kiếm tiền, cho nên người làm ngành này rất ít, thậm chí có không ít nhà tang lễ, không đợi được đến lúc xã hội phát triển, cũng đã thu không đủ chi, cuối cùng phải đóng cửa từ duệ lựa chọn mở một công ty như vậy đã sớm nói lên rằng hắn không có tính toán để những đứa trẻ kia sống sót phó chiêu duỗi tay đem lục bạch kéo đến bên cạnh mình đồng thời như sợ cậu bị lạnh dùng áo khoác của mình khoác lên trên người lục bạch ông nói tiếp đi ông hợp tác với từ duệ như thế nào sau đó lại có chuyện gì xảy ra ngay từ đầu tôi đúng là hòa táng một ít chó mèo nhỏ nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có điểm không thích hợp lão nhân đã làm rất nhiều năm công tác hòa táng bởi vậy ông từ lúc bắt đầu đã cảm thấy quy mô công ty này và diện tích đất bị chiếm dụng đều có chút lớn quá mức thậm chí ở tầng một còn có một phòng truy điệu rộng bằng nửa cái sân bóng khi đó còn chưa có thịnh hành kiểu thú cưng nổi tiếng trên mạng bởi vậy lão nhân suy nghĩ cái phòng truy điệu này tồn tại chẳng có ý nghĩa gì dù sao mèo nhỏ chó nhỏ nhà người ta đã chết dù chủ nhân có yêu thích có ý nghĩa trọng đại như thế nào cũng không có khả năng dùng tới phòng truy điệu lớn như vậy huống chi cái quan tài bằng thủy tinh kia thấy thế nào cũng giống như để cho người dùng lúc ấy tôi còn tưởng rằng hắn là tính toán về sau việc mai táng thú cưng không thu được nhiều lợi nhuận liền mở thành nhà tang lễ tư nhân thẳng đến ngày đó tôi thấy bọn họ đem một bé trai đẩy mạnh vào bếp lò cái gì ông nói đứa bé kia là còn sống mà bị đẩy vào thư ký của phó chiêu mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được điều mình vừa nghe thấy lão nhân kia ôm đầu tiếng nói nghẹn ngào đúng vẫn còn sống tôi nhiều năm như vậy giả điên giả dại cũng không phải tất cả đều là diễn kịch chỉ cần tôi nhắm mắt lại bên tai tất cả đều là tiếng kêu la thảm thiết ngày đó truyền đến lò để đốt cháy thi thể nhiệt độ bên trong tất nhiên không phải người bình thường có thể chịu được nhưng thiếu niên kia bị trói ở trên ván gỗ thời điểm đưa vào toàn thân đều là vết máu chỉ có khuôn mặt là được lau rửa đến đặc biệt sạch sẽ nó rõ ràng biết chính mình sắp phải chết nhưng trên mặt lại không có hoảng sợ chỉ có sự chết lặng như chờ được giải thoát nhưng dù vậy thời điểm ngọn lửa cực nóng cắn nuốt lấy nó nó vẫn không khống chế được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết theo bản năng không chỉ có đứa bé đó, tay của lão nhân vẫn luôn không ngừng run rẩy. mỗi một đứa, mỗi một đứa được đưa vào, đều còn sống. Bọn chúng không có tắt thở, tuổi cũng không giống nhau, đúng rồi, vì để cho trọng lượng của bọn chúng bằng nhau, cho cốt đó còn bị bỏ thêm vào hoặc lọc bớt ra. Người này, nó thiếu hai đoạn xương đùi, lão nhân nhìn vào tư liệu có diện mạo của 19 đứa trẻ mà lúc trước lục bạch giao cho phó chiêu, chuẩn xác chỉ ra người trong trí nhớ của ông. Lục Bạch nhìn vị trí ngón tay ông ta, lầm bẩm tự nói, bởi vì nó cao hơn so với dịch văn chắc, cao hơn 5cm. Sau đó, hai đoạn xương đùi kia được thêm vào cho cốt của thiếu niên này. Lục Bạch lại nhìn, là đứa bé nhỏ tuổi nhất, vóc dáng của nó lùn hơn, thêm 5cm nữa may ra mới cao bằng dịch văn chắc năm 16 tuổi. Còn có đứa bé này, lão nhân từng chút từng chút kể ra chân tướng mà năm đó ông nhìn thấy. Mà mọi người cũng từ những câu chữ vụn vặt này ghép lại được một hình ảnh đáng sợ. Từ Duệ hao hết tâm tư, đem mỗi một thế thân mà hắn dạy dỗ thất bại, sau khi chết mang tới đây, người cao không đủ thì bù xương đùi, dáng người không hợp, liền đốt xác thành bột phấn rồi phối hợp lại. Cuối cùng, hắn tạo ra được 19 bình cho cốt dịch văn trác sau khi chết giống nhau như đúc, sau đó đem 19 bình cho cốt này, biến thành vật tồn chữ độc nhất vô nhị của mình, mang trở về vậy ông như thế nào lại vào viện điều dưỡng là tôi giả điên giả dại lão nhân khóc lóc thảm thiết vốn dĩ tôi chỉ là tới đây làm công phát hiện được bí mật này đều là dựa vào nhìn lén sau đó tôi cảm thấy mình bị hoài nghi liền nương theo chuyện gõ mõ cầm canh làm bộ nơi này có quỷ ban ngày cũng giả bộ dạng bị dọa đến điên khùng vốn dĩ tôi cùng con trai đã liên hệ với nhau để bọn nó tới đón tôi đem tôi đến viện điều dưỡng như vậy liền có thể chạy thoát nhưng không nghĩ tới, chủ quản nơi đó trực tiếp đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, cứ thế, tôi liền không phải thực sự điên thì cũng bị bước tới muốn điên. Sau này, tôi cứ ở bệnh viện tâm thần, mãi cho đến hiện tại, không dám chạy trốn. Đây đều là trừng phạt a à, trừng phạt tôi năm đó đối với những đứa trẻ kia thấy chết mà không cứu, 19 mạng người, liền sống sờ sờ như vậy đều biến mất, lão nhân che lại mặt, sụi lơ trên mặt đất thất thanh khóc giống. Những người khác ở đây cũng đều không đành lòng, thư ký của phó chiêu đỡ ông lão đi ra ngoài, cẩn thận dàn xếp quay đầu trong văn phòng chỉ còn lại hai người lục bạch cùng phó chiêu em còn ổn chứ phó chiêu vô cùng lo lắng cho tâm tình của lục bạch lục bạch lắc đầu không có việc gì nhưng là chứng cứ chỉ có một nhân chứng thôi thì chưa đủ đúng thế hơn nữa trạng thái tinh thần của ông lão này chỉ sợ cũng sẽ làm lời chứng của ông ta bị suy giảm Nhà tang lễ cho thú cưng ở vùng ngoại thành kia tôi cũng đã kêu người điều tra qua, không có nửa điểm liên hệ tới Từ Duệ, hơn nữa 6 năm trước bởi vì vi phạm quy định về thao tác dẫn tới lò thiêu bị nổ mạnh, chủ quản cùng ông chủ ở hiện trường đều bị nổ chết, chết không đối chứng. Còn có người làm bình cho cốt tôi cũng tìm được rồi, người nhà của ông ta nói ông ta ở một đêm mưa 6 năm trước phát tác bệnh tim, đã qua đời. Phó Chiêu ôm lấy Lục Bạch, "Chúng ta lại nghĩ cách khác, em đừng gấp." Lục Bạch lắc đầu, ừm, tôi biết, cho cốt mà từ duệ giấu ở trong tường nếu toàn bộ đều bị nghiền thành bột phấn, trộn lẫn với vôi, lợi dụng tu sửa để chát lên, chỉ sợ rất khó để phán đoán. Dù sao người sau khi chết, chất hữu cơ bị thiêu đốt, dư lại cũng chỉ còn chút canxi, lân, oxy bai, than là chính tạo thành chất vô cơ mà thôi. Nếu dài xuống đất chính là chất dinh dưỡng tẩm bổ hoa cỏ, trộn vào trong vách tường, chính là đất ẩm tẩm bổ ác ý. Bọn họ không có bất luận biện pháp gì làm cho từ duệ nhận tội. Nhưng Lục Bạch lại theo bản năng cảm thấy, Từ Duệ sẽ không làm được đến trình độ này. Dù sao 20 người chúng tôi, đối với Từ Duệ mà nói, chính là tác phẩm mà hắn đắc ý nhất, lấy trình độ cố chấp và dục vọng khống chế của hắn, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đem chúng tôi mang theo trên người, hắn sao có thể chịu đựng được việc chỉ có thời điểm ở công ty mới hưởng thụ được khoái cảm thắng lợi của bản thân chứ? như vậy mặc dù về sau hắn có được tôi hắn cũng sẽ không đến được nửa phần trăm vui sướng sự tham lam của hắn sẽ không được thỏa mãn hoàn toàn hắn khẳng định sẽ giữ lại chút gì đó nếu không hắn vì cái gì ngay từ đầu phải cho người làm mấy cái bình đó chẳng lẽ em cảm thấy mấy cái bình đó vẫn còn nhất định là còn lục bạch liều mạng tìm kiếm ký ức trong não bộ muốn tìm được càng nhiều manh mối vô tình bại lộ hơn đúng lúc này một tin tức về từ duệ trong quá khứ từ sâu trong não chợt lóe qua lục bạch đột nhiên phản ứng lại cầm lấy di động lục tìm tin tức trên mạng là một đoạn video truyền phát tin tức bên trong từ duệ đang tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp nữ mc dùng ngữ khí trêu chọc dò hỏi nếu về sau từ tổng cầu hôn người mà mình thích anh sẽ dùng loại nhẫn cầu hôn gì vậy tất nhiên là nhẫn kim cương rồi, từ duệ cười đến nho nhã lễ độ, tôi không thích kim cương quá lớn, cũng suy xét đến sinh hoạt ngày thường của em ấy, tôi khả năng sẽ tặng em ấy kiểu dáng bình thường thôi. Tôi nghe nói tương lai ngài muốn kết hôn với đàn ông. Đúng vậy, từ duệ gật đầu, hào phóng thừa nhận, cho nên mới nói sẽ không lựa chọn nhẫn kim cương quá mức khoa trương. Vậy sẽ không có kim cương sao, ngài không sợ người mình thích sẽ nói rằng tổng tài quá tiết kiệm chứ. Từ Duệ giống như bị chọc cười, qua một hồi lâu, hắn mới trả lời, kim cương khẳng định phải có, tôi sẽ khảm vào trong chiếc nhẫn 20 viên kim cương nhỏ, tuy rằng không quá sang quý, nhưng tôi bảo đảm, mỗi một viên trong đó đều sẽ có linh hồn độc nhất vô nhị. Trong video, người MC nghe thấy thế liền cảm thán bốn phía, từ tổng thật sự quá lãng mạn rồi, bạn đời tương lai của ngài cũng rất có phúc khí nha. Nhưng Lục Bạch nghe xong điều mình muốn nghe, buông di động hỏi Phó Chiêu có khả năng từ Duệ thật sự có chiếc nhẫn như vậy hay không? Tôi nhớ rõ, kim cương 0.25 cara chỉ cần không đến 100 gram cho cốt là có thể chế thành. Phó Chiêu nhìn Lục Bạch nhưng em còn sống, Lục Bạch miễn cưỡng cho anh một nụ cười, không, thời điểm dịch văn trác trở về, Từ Duệ đã muốn chờ tôi tự diệt vong. Cái chương trình người sáng tác kia, mục đích chính là để làm cho thanh danh của tôi hỗn độn, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Bên phía Hoàn Vũ đã chuẩn bị tốt tài liệu đen của tôi, chỉ chờ tôi diễn xuất thất bại bị mọi người đàm tiếu, liền nhân cơ hội đem mấy thứ này phát tán ra ngoài chỉ tiếc rằng tôi kéo theo đệm lưng diễn xuất thành công còn cắn ngược lại hoàn vũ một ngụm bằng không dịch văn trác hiện tại chính là tôi sau này mà sau khi tôi chết liền trở thành viên kim cương cuối cùng trên chiếc nhẫn mà từ duệ muốn tặng cho dịch văn trác cái vị trí kia là để lại cho tôi phó chiêu trầm mặc vài giây đem lục bạch ôm chặt vào trong lòng yên tâm tôi sẽ không để hắn bắt được em lục bạch lắc đầu nhưng thật ra tôi lại chờ mong bị hắn bắt được dịch văn trác đã bị phế vậy chiếc nhẫn đó chính là của tôi chỉ cần có thể lấy được nó, liền có biện pháp định tội từ duyệt, dù sao hắn cũng cần phải giải thích rõ ràng, chủ nhân của 19 viên kim cương kia, sinh thời rốt cuộc là ai. Phó Chiêu lắc đầu, không cần em ra tay rồi bị nghi ngờ có liên quan, còn có biện pháp khác. Có thể đem cho cốt làm thành kim cương, chỉ có mấy nhà mà thời điểm từ duyệt làm cái này lại rất gấp gáp, 19 viên kim cương hẳn là làm ra cùng một thời gian, cho nên chỉ cần điều tra thời điểm 19 viên kim cương được tạo thành là có thể Phó Chiêu rất nhanh liền phân phó xuống dưới, vĩnh viễn không có phạm tội một cách hoàn mỹ, sự tình đã tiến hành đến một bước này rồi, những chứng cứ phạm tội mà từ duệ không thể hoàn toàn che giấu cũng đã dần dần bại lộ ra bên ngoài. Tới thời điểm buổi tối, Phó Chiêu rốt cuộc cũng nhận được tin tức mà thủ hạ gửi đến, nói đã tìm được chứng cứ từ duệ làm kim cương. Hơn nữa bọn họ còn tìm được một người đối chứng vô cùng mấu chốt, thư ký của từ duệ phó chiêu nhìn chằm chằm anh ta đã lâu cùng phái người lén tiếp xúc qua ngay từ đầu thư ký vì trốn tránh tai ương vào trốn lao ngục tự nhiên sẽ không đáp ứng nhưng trước mắt đã khác ở trong mắt thư ký từ duệ đã điên rồi nếu anh ta đứng ra tự thú có lẽ còn có đường sống nếu không chờ khi từ duệ xa lưới anh ta liền hoàn toàn chết mục xương nơi ngục tù mà chứng cứ anh ta mang tới, so với cho cốt trong nhẫn kim cương còn lợi hại hơn, khả năng đến chính bản thân Từ Duệ cũng không nghĩ tới thư ký của hắn đã trộm bảo lưu lại lai lịch thật sự của 19 đứa trẻ kia. Lục Bạch nhìn những chứng cứ này, cùng Phó Chiêu nhìn nhau mỉm cười, có thể báo cảnh sát bắt giữ Từ Duệ rồi. Chương 43 giờ chiều, Lục Bạch và Phó Chiêu cùng với luật sư xuất hiện ở đại sảnh cục cảnh sát. Theo cùng với đó, có thư ký của Từ Duệ, còn có cả ông lão già điên năm đó. Một án giết người, làm nhục rồi giấu giếm suốt 10 năm rốt cuộc kéo ra một góc bí ẩn trước mặt mọi người, những cảnh sát có mặt ở đây đều khiếp sợ tới cực điểm, mà những chứng cứ cùng lời làm chứng kia lại làm bọn họ mặc dù kinh hãi tới tay chân lạnh buốt cảm xúc vẫn như cũ cảm nhận được tội nghiệt mà 10 năm trước từ duệ gây ra. Động tác của bọn họ so với lúc lục bạch báo án hoàn vũ còn nhanh chóng hơn, sau khi lệnh bắt giữ được phê chuẩn, từ duệ người còn đang ở công ty mở họp đã trực tiếp bị cảnh sát đưa đi. Mặc dù hắn không nói một lời, kiên trì phải đợi luật sư của mình tới mới nguyện ý nói chuyện, nhưng từ những chứng cứ mà cảnh sát có được, từ duệ lần này phải chết không thể nghi ngờ. 19 mạng người, nhằm vào lục bạch làm nhục suốt 10 năm trời, còn có dịch văn chắc hiện tại đang hư hư thực thực ở trong nhà hắn, cũng đủ để từ duệ bị bắn chết 10 lần. Nhưng điều khiến người giận sôi chính là, từ duệ đến lúc này rồi, thế nhưng còn có thể khoác lên gương mặt giả tạo thân sĩ của hắn, đối với bất luận sự tình gì cũng đều im miệng không nói anh hiện tại thẳng thắn chủ động khai nhận là biện pháp tốt nhất không cần nghĩ tới việc thoát tội án tử của anh cho đến hiện tại dù có là luật sư tốt nhất tới cũng không có biện pháp kháng án đâu cảnh sát ý đồ khuyên bảo từ duệ nhưng từ duệ lại chỉ nhìn với ánh mắt lạnh nhạt hơi hơi mỉm cười một câu cũng không nói tới tình trạng như hiện tại hắn đương nhiên biết chính mình chạy không thoát nhưng hắn lại có thể không nhận tội Đầu tiên, chuyện giết người này, hắn từ đầu tới cuối đều không có tự mình động thủ, hơn nữa chứng cứ trong tay thư ký đúng thật là có thể chứng minh 19 đứa trẻ này từng xuất hiện, nhưng lại không ai có thể chứng minh, những đứa trẻ đó là hắn tự mình tiếp nhận. Cho dù là lục bạch, cũng là năm đó bị bằng hữu của mình hạ thuốc đưa tới nhà cũ từ ra, chưa bao giờ là hắn động tay. Bao gồm việc 19 đứa trẻ đang sống sờ sờ bị đẩy vào lò thiêu rồi thiêu chết, cũng không phải hắn động thủ, hắn bất quá là nói với thủ hạ, đứa nhỏ này, vô dụng kế tiếp tìm được cho cốt hoàn toàn có thể nói rằng mấy đứa trẻ đó ngoài ý muốn tử vong hắn sau khi nghe xong không đành lòng liền mang cho cốt bọn trẻ trở về chuẩn bị tế điện sao tế điện tế theo lễ đám tang dù sao cũng là đứa nhỏ được mình nhận nuôi còn về cái gì mà chuốc thuốc làm nhục xâm hại tình dục những chuyện đó đều không có bất cứ liên quan gì đến hắn bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có xuống tay với người nào cả bao gồm cả lục bạch ở trong đó hắn cũng không có chạm qua những đứa trẻ đó cùng đường muốn nhờ hắn giúp đỡ hắn liền an bài chương trình học chính là bắt chước dịch văn trác để xuất đạo có lẽ thủ đoạn có hơi hà khắc một chút không đủ tiêu chuẩn liền đào thảy nhưng không thể bắt ép hắn giết người đền mạng chân chính giết người đều là tay sai của hắn còn về phần bị thương quá bình thường có thực tập sinh nào trên người lại chưa từng có thương tổn hết thảy đều là từ duệ mượn tay người khác dù cho đầy người lên án chỉ cần hắn không nhận thì những người này dù định tội hắn vì tội cầm tù phi pháp cũng không thể bởi vì thời điểm 19 đứa trẻ kia được đưa tới biệt thự, đều đã được người giám hộ ký tên ngay lúc đó, tỏ vẻ biết ơn hơn nữa còn đồng ý để đứa nhỏ nhận huấn luyện ở nhà cũ từ ra. Lục Bạch vẫn là quá nóng này, chỉ là một thư ký mà thôi, còn muốn định tội như thế nào? Từ Duệ quay đầu nhìn về phía camera theo dõi trên góc phòng thẩm vấn, nở một nụ cười ôn hòa. Đây là khiêu khích, cũng là cảnh cáo, chờ cái ngày hắn ra khỏi đây, cũng chính là ngày Lục Bạch rơi vào trong tay hắn hắn rất chờ mong cũng hy vọng lục bạch sẽ chờ mong giống như hắn phòng điều khiển tay chân của lục bạch lạnh lẽo không ngừng cảnh sát đứng bên người nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập đồng tình nhưng lại không có cách nào che giấu được hiện thực chúng tôi đã lật tung nhà cũ từ ra vẫn không tìm được dịch văn trác tôi hoài nghi từ duệ đã sớm đem người giấu đi lục bạch gật đầu hắn nhất định đã làm vậy rồi cậu ở nhà cũ từ ra vốn dĩ cảnh sát muốn nói với lục bạch cậu ở nhà cũ từ ra gia thời gian dài nhưng lại sợ động tới hồi ức đáng sợ không tốt của lục bạch vẫn là thay đổi cách nói khác càng thêm ôn hòa hơn cậu đối với nơi đó tương đối hiểu biết liệu cậu có biết nơi nào có thể giấu người không chính là nơi dù tìm như thế nào cũng không thấy được người ấy cảnh sát bên này xác thật đã không còn biện pháp nào khác nếu lại tìm không thấy vậy chỉ còn cách dùng dụng cụ phá đất để tra xét xem phía dưới có người không lục bạch lắc đầu chỉ sợ tôi phải đi đến hiện trường nhìn một cái vì thế một giờ sau phó chiêu đi theo bên cạnh lục bạch được cảnh sát dẫn dắt đi tới nhà cũ từ gia sau khi từ duệ bị bắt đi nhà cũ từ gia đã bị niêm phong chung quanh ngẫu nhiên có người qua đường sẽ dùng ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong lục bạch đứng ở cửa chỉ mới nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch sự sợ hãi che trời lấp đất làm cậu theo bản năng cự tuyệt đi vào nơi này nếu thật sự không chịu được chúng ta liền trở về từ duệ kháng cự không được bao lâu hắn sớm muộn gì cũng phải nhận tội phó chiêu lo lắng đỡ lấy lục bạch lục bạch chậm rãi lắc đầu không sao đâu tôi cùng vào với mọi người cửa lớn đẩy ra lại giống như mở ra khoảng ký ức đã phủ đầy bụi những hồi ức chỉ có sự sợ hãi cùng cảm giác thống khổ đã qua đó nháy mắt bừng lên hình ảnh ảm đạm cũng bởi vì trở về chốn cũ mà trở nên sống động rõ nét Lục Bạch quen cửa quen nẻo đi đến tầng hầm, ước chừng có hai tầng, chiếm một khoảng đất rất lớn, thậm chí so với diện tích mặt đất sử dụng còn lớn hơn một chút. Vì từ Duệ bị bắt quá vội vàng, cho nên nơi này còn lưu lại rất nhiều đồ vật. Phòng giải phẫu loại nhỏ, đây là nơi cấp cứu khi từ Duệ dậy dỗ không khống chế được lực đạo, dẫn tới đám người Lục Bạch bị thương quá nặng. Năm đó Lục Bạch bị giải phẫu cấy vào con chip điện cực, cũng là ở chỗ này làm. Súc sinh, cảnh sát đi theo đều nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng tay phó chiêu siết chặt đến nổi lên gân xanh nhưng anh càng lo lắng cho tâm tình của lục bạch hơn đi theo phía sau cậu một tấc cũng không rời hệ thống ở trong đầu nhỏ giọng hỏi lục bạch ngươi còn chống đỡ được không được lục bạch lên tiếng sau đó tiếp tục đi vào bên trong đi tới không gian tận cùng bên trong của tầng hầm nơi đó đặt một chiếc giường lớn có thể đem người trói buộc ở trên đó lục bạch đi qua xem xét khăn trải giường mặt trên đều là mới phảng phất đã thật lâu không có người nằm qua nếu hắn muốn cầm tù Dịch Văn Trác, hẳn chính là nơi này, đội khám nghiệm hiện trường đã cẩn thận lục soát qua cả gian tầng hầm này, đều không có bất cứ dấu vết nào cho thấy Dịch Văn Trác đã từng xuất hiện ở đây. Tóc, nước tiểu, máu, bao gồm cả vân tay, nơi này cái gì cũng đều không có, thậm chí sau đó, ở một vài chỗ tương đối hẻo lánh cũng kiểm tra ra được dấu vân tay của cậu, nhưng cố tình lại không có của Dịch Văn Trác. "Từ từ, anh nói cái gì, lục soát ra được dấu vân tay của tôi?" Trong mắt Lục Bạch tức khắc hiện lên nghi hoặc. Phó Chiêu lập tức hiểu ra hoài nghi của cậu, em đã bao lâu không tới nơi này. Ước chừng một năm, Lục Bạch ý đồ đem thời gian xác định chuẩn xác hơn, phải nói, không chỉ là một năm, là một năm lẻ sáu ngày. Nơi này là chỗ từ duệ chuyên môn dạy dỗ người khác, cho nên sau khi tôi được hắn thả ra, cũng chỉ có thời điểm bị trừng phạt mới có thể tới, mà một năm trước dịch văn Trác từ nước ngoài trở về, hứng thú của từ duệ đối với tôi cũng không còn nhiều nữa, vì vậy tôi cũng không bị bắt tới nơi này cho nên chỗ nào dấu vân tay có thể lưu lại lâu như vậy đều qua một năm rồi thế nhưng vẫn còn lục bạch cảm thấy không thích hợp cái cảm giác kỳ quái khi vừa tiến vào phòng giải phẫu liền trở nên càng thêm rõ ràng cậu đi đến giữa tầng hầm từ xa xa mà nhìn vào giường ở bên trong rốt cuộc phản ứng lại được có chỗ nào không đúng vị trí giường từ duệ thích nhất chính là đem bọn họ trở thành vật xem xét gần gũi quan sát đặc biệt là lục bạch và dịch văn trác hai người bọn họ có thể nói là tồn tại giống nhau nhất trên thế giới này ngoại trừ song bào thai từ duệ từ trên người dịch văn trác không chiếm được khoái cảm như khi xem lục bạch dẫy rụa cầu sinh nhưng lại có thể từ trong tiếng kêu khóc xin tha của dịch văn trác mơ hồ tìm được một ít bộ dáng khi lục bạch ngụy trang xin tha trước đây cho nên mặc dù hắn là đang trừng phạt dịch văn trác cũng không có khả năng đem dịch văn trác đặt ở nơi xa như vậy nhất định phải để ngay dưới mí mặt mới tiện quan sát hơn nữa cái giường kia lục bạch vẫn luôn cảm thấy vị trí vốn dĩ của nó không nên ở chỗ này lục bạch đi đến mép giường muốn đẩy nó ra lại phát hiện giường thế nhưng như dính vào trên tường không chút sứt mẻ tới phụ một chút lục bạch kêu phó chiêu cùng cảnh sát lại đây chắc chắn thật đấy mọi người không ngừng cảm thán nhưng dù sao bọn họ cũng nhiều người cuối cùng giường vẫn bị đẩy ra nhưng giống như cùng hoạt động với giường còn có mặt vách tường phía trên vách tường này thế nhưng là cửa của một tầng hầm khác sau khi bật đèn pin lên lộ ra một thang lầu nhỏ hẹp và âm u nhưng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh phía dưới. Có người, cảnh sát dẫn đầu lao xuống dưới, không quá một hồi, có người hét lên phía trên, mau, mau gọi 120, đã tìm được dịch văn chác. Sao, 120, số gọi cấp cứu, lục bạch và phó chiêu chờ ở bên trên, ước chừng qua nửa giờ, xe cấp cứu đến, dưới sự trợ giúp của bác sĩ, cảnh sát dùng cáng đem dịch văn trác từ phía dưới tầng hầm đưa lên lục bạch nhìn thoáng qua trạng thái của dịch văn trác đã không xong rồi trên người hắn không thấy có ngoại thương gì nhưng trạng thái tinh thần của hắn đã sụp đổ hoàn toàn dịch văn trác giống như là cực kỳ sợ hãi vẫn luôn không ngừng phát run mặc kệ bất luận kẻ nào đụng vào hắn đều sẽ khiến hắn thét chói tai tất nhiên chỉ có thể vô vị thét chói tai bởi vì trong sự tra tần không ngừng đến từ từ duệ hắn đã không có cách nào nói chuyện được với người khác dịch văn trác điên rồi buồn cười nhất chính là nguyên nhân căn bản bức hắn phát điên thế nhưng là chứng sợ hãi không gian hẹp mà lúc trước hắn dùng để xây dựng hình tượng hoàn mỹ hắn lợi dụng dương tổng cho chính mình mang một hình tượng mỹ cường thảm cái gì mà dựa vào đau đớn để chịu đựng dược tính ở trong đêm tối mờ mịt chờ đợi ánh dương kết quả từ duệ thật sự đem dược vật tiêm vào trong thân thể hắn thời điểm đem hắn cột vào bên trong mật thất dịch văn trác không chỉ căn bản chống cự không lại được nỗi sợ hãi ngược lại trực tiếp bị dọa phát điên tất cả phảng phất nhìn từ quá khứ cho tới hiện tại chỉ có thể cảm thán một câu thiên đạo hảo luân hồi sao thiên đạo hảo luân hồi thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo thiện ác đáo đầu trung hữu báo chỉ hữu lai like tảo giữ lai like trì nó có nghĩa là thiện thì có quả thiện báo ác có quả ác báo thiện ác đến cùng đều có báo ứng chỉ có báo sớm và báo muộn mà thôi mà dịch văn trác được phát hiện cũng thuận lợi đột phá được điểm mấu chốt nhất trong án tử của từ duệ theo tuyến đường của dịch văn trác cảnh sát tìm được thủ hạ khi ấy trợ giúp từ duệ bắt giam dịch văn trác những người này ngay từ đầu đích xác cũng giữ kín như bưng thậm chí còn muốn thay từ duệ nhận tội nhưng gặp khả năng phải nhận tử hình bọn họ cuối cùng vẫn quyết định đứng ra chỉ tội và xác nhận dù sao cảnh sát lúc khuyên bảo có một câu nói rất đúng những người đối với từ duệ là vô dụng sau này đều đã bị xử lý sạch sẽ nếu như mấy người thật sự chết như vậy ai có thể bảo đảm từ duệ nhất định sẽ đối tốt với người nhà mấy người nháy mắt tập đoàn từ duệ sụp đổ làm tội danh của hắn hoàn toàn công khai trước công chúng, mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng bọn thuộc hạ đã đứng ra xác nhận cùng chứng cứ liên tiếp được phát hiện đó, cũng đủ đem hắn đóng đinh ở trên cột cao để mọi người sỉ nhục. Lại qua hai ngày, từ duệ rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng được nữa, nhưng hắn lại không có lập tức thừa nhận, ngược lại đưa ra yêu cầu tôi muốn gặp riêng lục bạch. Chương 41 sự đáng sợ của Từ Duệ đã không đủ để làm hắn được gọi là người, mà Lục Bạch chính là vật hy sinh lớn nhất trong tay hắn dựa theo quy định yêu cầu như vậy của từ duệ không có khả năng được đồng ý nhưng cuối cùng bởi vì tình huống đặc thù cảnh sát vẫn là dò hỏi lục bạch một chút nếu cậu không muốn có thể trực tiếp cự tuyệt không có ai có thể cưỡng bách cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm càng thâm nhập điều tra sâu hơn chuyện mà cảnh sát biết được càng nhiều lại càng thêm kính nể lục bạch dù sao từ trong nỗi sợ hãi như vậy bò ra ngoài ẩn nhẫn nhiều năm còn có thể tìm được cơ hội tự mình đưa kẻ thù đến đền tội tinh thần cường đại và trí thông minh của lục bạch là điều mà ai cũng có thể thấy được nhưng mà ngoài dự đoán chính là lục bạch thế nhưng đồng ý trong phòng tạm giam lục bạch cách một lớp kính ngồi đối diện với từ duệ thẩm vấn nhiều ngày như vậy cũng không làm từ duệ có một chút suy sụp nào ngược lại thần thái vẫn sáng láng như cũ hắn không nói gì nhưng tầm mắt từ khi lục bạch xuất hiện trong nháy mắt liền gắt gao dính chặt ở trên người cậu hắn không có chạm qua em như là phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm thanh âm của từ duệ cực kỳ sung sướng dù đã xa lưới nhưng dường như điều hắn để ý hơn chính là giữa lục bạch và phó chiêu rốt cuộc có những động tác thân mật hay không ha 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 tôi biết ngay em là đang diễn trò để lừa gạt tôi lại có thể ngụy trang diễn kịch em cũng là tự tay tôi dạy dỗ ra cả nếu tôi không thể nhấm nháp được em vậy loại chính nhân quân tử như phó chiêu liền càng không thể lục bạch nhíu mày từ duệ anh đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy chuyện giữa tôi và phó chiêu cùng chuyện anh nhận tội đền tội không có liên quan nhau như thế nào lại có thể không có liên quan câu nói phủi sạch quan hệ này của lục bạch làm biểu tình trên mặt từ duệ nháy mắt trở nên hung ác lục bạch em đừng tưởng rằng tôi đã chết em liền được giải thoát tôi nói cho em biết không có khả năng trái ngược lại mới đúng chỉ có khi tôi chết đi em mới có thể cả đời đều nhớ rõ tôi đều chạy không thoát được khỏi sự trói buộc của tôi không nên gấp gáp phủ nhận ánh mắt từ duệ càng thêm điên cuồng em có phải đã quên mất những bức ảnh đó Thân thể của em đã sớm được tôi dạy dỗ tốt, cái gọi là ôn nhu, em căn bản không thể tiếp nhận được, thậm chí còn sẽ sinh ra sợ hãi, đây là phản ứng bản năng của thân thể em, đã chặt chẽ khắc vào trong xương tủy. Chỉ cần có người đối với em ôn nhu, thân thể của em liền sẽ lập tức trở nên sợ hãi, bởi vì em biết, dây tiếp theo sau ôn nhu, chính là đau đớn kịch liệt, quằn quại giữa sống và chết. Xúc cảm khi bị điện giật còn nhớ rõ không, thời điểm thần kinh bị điện cực tối cao kích thích có đau không? đừng nói rằng em đã quên thanh âm của từ duệ phảng phất như tiếng ác ma đang thì thầm từng câu từng chữ đập vào trong cõi lòng lục bạch hắn thong thả ung dung nói dùng ngữ khí chắc chắn không ngừng mà kích thích lục bạch mà sắc mặt của lục bạch ở trong lời nói kích thích của hắn trở nên càng thêm khó coi đúng vậy từ duệ nói rất đúng mặc kệ lục bạch trải qua bao nhiêu biến cố chịu qua bao nhiêu trắc trở nhưng nội tâm sợ hãi của cậu lại vĩnh viễn sẽ không biến mất giống như thời điểm lục bạch thanh tỉnh có thể thản nhiên để phó chiêu ôm có thể bình tĩnh tiếp thu thiện ý chiếu cố của bất cứ người nào có thể nâng lên hai chân dính đầy nước bùn của mình liều mạng hướng về nơi có ánh mặt trời ấm áp mà leo lên nhưng vào thời điểm cậu hôn mê lại vĩnh viễn cự tuyệt bất cứ ai đụng vào mình mặc dù bản năng của lục bạch tín nhiệm phó chiêu ở thời điểm lục bạch hôn mê mà ôm cậu cũng chỉ có thể đổi lấy kháng cự cùng run rẩy Đúng vậy, Từ Duệ nói không sai, sợ hãi đã chặt chẽ khắc ở trong xương tùy của lục bạch, thân xác cậu đã thối nát, bề ngoài dù hoàn mỹ, nội bộ cũng chỉ còn lại hủ bại. Dù cho lục bạch cỡ nào nỗ lực muốn làm nhân sinh nở rộ, nhưng những điều này vẫn không thể che giấu được việc lục bạch vĩnh viễn trốn không thoát được cảm giác bị chèn ép. Từ Duệ nhìn chằm chằm lục bạch vẻ đắc ý trên mặt đã mãn đến sắp tràn ra ngoài, lục bạch em đã sớm hỏng rồi, hà tất vẫn luôn chạy trốn làm gì cảnh ngục nhìn tình huống không đúng muốn xông lên nhưng từ duệ đã đem mặt dám ở trên lớp kính pha lê lục bạch lục bạch em hãy nhìn tôi đi ánh mắt từ duệ điên cuồng tới cực điểm nhớ cho thật kỹ khuôn mặt tôi tôi là chủ nhân của em là người sở hữu em cho dù tôi có chết bị nghiền xương thành cho linh hồn của tôi cũng vĩnh viễn đi theo bên cạnh em vĩnh viễn nhìn chằm chằm vào em vĩnh viễn có được em Thanh âm của Từ Duệ giống như một đạo ma chú, hệ thống đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, ở trong não bộ của Lục Bạch hét lên, con mẹ nó hắn như thế nào không lập tức chết bất đắc kỳ tử đi. Sao, bất đắc kỳ tử cái chết đột ngột không vì nguyên nhân tự nhiên? Đúng là tên thần kinh, hệ thống tức giận đến hoàn toàn loạn mã, nhưng phản ứng của Lục Bạch lại bình tĩnh ngoài ý muốn, sau khi chịu đựng nỗi sợ hãi ban đầu, cậu thế nhưng như là đột nhiên thích ứng được loại sợ hãi này. Chẳng sợ khuôn mặt của Từ Duệ ở khoảng cách gần như vậy, tràn ngập ở trước mắt Lục Bạch cậu vẫn như cũ có thể thản nhiên đối mặt. Bộ dạng không giống trong dữ liệu như vậy làm Từ Duệ dần thu hồi lại điên cuồng, trở nên cẩn thận. "Tại sao em không nói lời nào, như đã bình tĩnh lại, Từ Duệ ý đồ phân biệt xem biểu tình hiện tại của Lục Bạch." Nhưng Lục Bạch chỉ bình thản hỏi hắn, "Nói xong chưa, nếu nói xong rồi thì tôi đi." em đứng lại từ duệ không cam lòng đánh giá lục bạch muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một tiêm manh mối chính là không có cái gì cũng đều không có không chỉ không còn vẻ sợ hãi ban đầu thậm chí đến ngay cả phẫn nộ cũng không giống như hắn chỉ là một người xa lạ cùng lục bạch là lần đầu tiên gặp gỡ sự sợ hãi ban đầu của cậu hoàn toàn là bởi vì dáng vẻ điên cuồng của hắn làm cho cậu sợ hãi nhưng rất nhanh lục bạch liền xác định được hắn vô hại cho nên người cũng trở nên bình tĩnh hơn em như thế nào không sợ hãi, chuyện này không thích hợp, a à, em vì cái gì lại không sợ hãi, em không phải mỗi lần đều sợ muốn chết, sợ tôi tiếp tục làm ra việc gì càng thêm khủng bố với em sao, từ duệ lầm bẩm tự nói, càng nói càng cảm thấy không thích hợp. Hắn thực mau nhớ lại một ít chi tiết tỉ như thời điểm lục bạch sợ hãi khi bị dậy dỗ lúc trước, là sợ hãi ngay trước mặt hắn, sau này sợ hãi, đều là vào thời điểm hắn dám thị cậu chờ dịch văn trác trở về lục bạch bị vứt bỏ cậu vài lần sợ hãi là bởi vì biết từ duệ có thể nhìn thấy cho nên mới sợ hãi bởi vậy từ duệ liền nghĩ đến một khả năng khác có lẽ lục bạch từ trước tới nay đều không có chân chính sợ hãi hắn cậu ngụy trang như vậy chỉ là vì chính mình chạy không thoát được mà thôi từ duệ đột nhiên duỗi tay chụp lấy lục bạch cách một lớp kính lục bạch lại trốn cũng không thèm trốn cứ ngồi bình tĩnh ngồi một chỗ như vậy khóe môi gợi lên một nụ cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đúng vậy từ duệ nói nhiều như vậy lục bạch lại chỉ dùng một cái mỉm cười liền đem tất cả nhận thức vốn có của hắn đánh vỡ cậu là đang nói cho từ duệ biết cậu chưa từng khuất tùng vì sự làm nhục của hắn cũng chưa bao giờ bởi vì bị hắn làm nhục mà tràn ngập sợ hãi với tương lai càng không bởi vậy mà hận từ duệ tới thấu xương đem hắn gắt gao ghi tạc trong linh hồn dù cho từ duệ đã chết bị nghiền xương thành cho cũng có thể dùng một hình thức khác sống ở trong trí nhớ của lục bạch sinh hoạt ở trong thân thể cậu từ duệ tức khắc rơi vào trong điên cuồng rối loạn, hắn liều mạng dãy giụa, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của còng tay để bắt lấy Lục Bạch. Nhưng thời gian thăm hỏi đã kết thúc, Lục Bạch phải đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, Lục Bạch nói với Từ Duệ mấy câu cuối cùng, mà mấy câu này, cũng hoàn toàn đẩy Từ Duệ vào địa ngục sụp đổ. Lục Bạch nói, Từ Duệ, chờ anh dùng cái chết để đền tội, còn có một người sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh, đương nhiên, người này không phải tôi, mà là dịch văn chắc anh yêu nhất năm đó nguyện vọng lớn nhất của anh chính là cùng Dịch Văn Trác mãi mãi ở bên nhau. Hiện tại tôi chúc mừng anh, mục đích của anh đã đạt được rồi. Dịch Văn Trác điên rồi, hắn vĩnh viễn cũng quên không được sự sợ hãi dành cho anh, mà anh cũng có thể mãi mãi sống ở trong trí nhớ của hắn, đi theo bên người hắn, thẳng đến khi Dịch Văn Trác từ trong cha tấn giải thoát ra, hai người liền có thể tay trong tay cùng đi xuống địa ngục. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lục Bạch, em quay trở về cho tôi, em là tác phẩm ưu tú nhất của tôi, sao em có thể quên đi tôi? Lục Bạch, tôi ra lệnh cho em, ra lệnh cho em mau trở về đây, tiếng gào rồng của từ duệ xuyên thấu qua ván cửa thật dày của phòng phỏng vấn, quang quần ở hành lang dài, Lục Bạch sau khi đóng cửa hai chân liền nhũn ra, đỡ tường chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Ngươi có khỏe không? Hệ thống khẩn trương dò hỏi. Lục Bạch mở miệng thở hổn hển, ước chừng qua vài giây, mới đè lại ngực nói, ta không có việc gì, hắn cũng an giấc ngàn thu được rồi hệ thống hiểu rõ lục bạch nói an rất ngàn thu là chỉ ý chí của nguyên thân còn sót lại bên trong thân thể lời lục bạch nói với từ duệ mặt khác cũng giống như đang khuyên bảo nguyên thân đối với kẻ điên như từ duệ nếu thật sự còn có bất cứ tình cảm dao động nào với hắn đều sẽ làm tâm nguyện của hắn sung sướng phương thức đánh bại hắn tốt nhất không phải là đưa hắn vào chỗ chết mà là làm chính mình đứng ở dưới ánh mặt trời từng bước một nỗ lực đi về phía trước làm cho từ duệ vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ chiếm được mình cứ như vậy, Lục Bạch nhắm mắt hòa hoãn một hồi lâu, trên người rốt cuộc cũng có sức lực, cậu đứng lên, vỗ rớt cho bụi dính trên người, chậm rãi đi ra ngoài. Ở cuối hành lang, Phó Chiêu đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười nhìn Lục Bạch, ánh mắt tràn ngập ấm áp. Bước chân Lục Bạch nhanh hơn, chạy đến bên người Phó Chiêu, Phó Chiêu duỗi tay, nắm lấy tay Lục Bạch kéo cậu đến dưới ánh mặt trời. Từ nay về sau, Lục Bạch rốt cuộc bước ra khỏi hai mươi mấy năm dẫy dụa trong vũng bùn lầy lội, bước về phía tương lai, nơi chỉ có một mảnh quang minh. Nửa tháng sau, án tử của Từ Duệ được nộp lên tòa án thẩm tra để xử lý, tức khắc chấp hành án tử hình. Tin tức vừa ra, nháy mắt nhảy lên hot search, chờ đến thời điểm nhìn thấy Từ Ngữ mấu chốt có Lục Bạch, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vị kim chủ lúc trước vẫn luôn nghe đồn đứng sau lưng Lục Bạch thế nhưng là Từ Duệ. Khi nhìn đến những chuyện dơ bẩn mà Từ Duệ đã làm, bao nhiêu người sợ tới mức không rét mà run, đặc biệt là những người đã từng xem qua hai đoạn biểu diễn của Lục Bạch. Trời ạ, à, đột nhiên tôi thấy kính nể Lục Bạch như vậy còn có thể sống sót, còn có thể làm cho Từ Duệ phải đền tội, loại tâm trí này cũng quá cứng hãn rồi đó. Đau lòng cho Lục Bạch hóa ra bài hát lúc trước cùng với vai diễn của cậu ấy đều là sự thật, tôi lúc ấy còn nói với bạn của mình, Lục Bạch nhất định từng trải qua bằng không, cậu ấy như thế nào có thể diễn thật đến vậy được, hai đoạn diễn kia sau này tôi cũng không dám xem lại lần thứ hai. Vừa mới làm fan của Lục Bạch không bao lâu liền nhìn thấy cái tin tức này, hiện tại đã khóc đến nói không ra lời, anh ấy thật sự quá khó khăn, ngẫm lại lúc trước khi toàn võng chào phúng anh ấy, fan của Dịch Văn Trác mắng chửi anh ấy, còn có thời điểm anh ấy tư cố vô thân đứng ra báo án hoàn vũ, thật sự quá khó để tiếp thu rồi. Mà cùng lúc đó, giống như là sợ mọi người không nhìn thấy được hết sự ủy khuất cùng thống khổ của Lục Bạch, có người cắt nối biên tập ra video từ lúc Lục Bạch xuất hiện trước mắt công chúng, những thứ từng được công khai, cũng có những đau xót chưa ai biết tới của cậu. Thăng những người từng mắng chửi Lục Bạch đều nợ cậu ấy một lời xin lỗi, Thăng. Chương 42 video cắt nối biên tập bắt đầu từ khi Lục Bạch xuất đạo. Người cắt nối biên tập đưa người xem ngược về quá khứ mỗi lần Lục Bạch lên sân khấu, suốt 6 năm, trước khi dịch văn trác quay trở về, Lục Bạch chưa bao giờ xuất hiện bất cứ một sai lầm nào trên sân khấu bị thương bệnh nặng hay thậm chí là nửa cái quần đều nhiễm màu máu cậu đều không bỏ lỡ một động tác vũ đạo nào càng miễn bàn mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt mọi người luôn là một bộ dạng hoàn mỹ phong độ nhẹ nhàng ôn nhu nhưng như vậy thì sao chứ trong video hiện lên một câu như vậy tràn ngập châm chọc đối với công chúng dịch văn trác trở về làm mấy chuyện hãm hại rõ ràng khiến lục bạch từ chỗ cao ngã xuống một lần lại một lần biến thành vai hề cho dịch văn trác thượng vị phụ trợ cho sự hoàn mỹ của dịch văn trác mà những fan từng theo đuổi hâm mộ lục bạch chạy theo phía sau gọi cậu là ca ca, quay đầu liền hết lòng hết dạ dẫm đạp cậu dưới lòng bàn chân, bừa bãi nhục mạ. Lục bạch là quỷ hút máu, lòng lang dạ sói đến con chó cũng không bằng. Chính mình không có nhân cách sao hả, không biết xấu hổ cũng nên có giới hạn thôi chứ, chính chủ người ta đã trở về rồi, đồ vật mày trộm đi cũng nên trả lại rồi đấy. Hát cái quần què gì vậy, sách giày cho ca ca tao cũng không xứng những lời chửi rủa khó nghe đó ước chừng đi theo lục bạch suốt một năm mà càng làm cho công chúng phẫn nộ vẫn là sân khấu của lục bạch ở chương trình người sáng tác lần đó sân khấu toàn một màu đen nhánh rõ ràng trên tay mỗi người xem đều có gậy huỳnh quăng rõ ràng bọn họ dù bất luận là ca sĩ hay minh tinh nào lên sân khấu đều sẽ thắp sáng một mảnh biển sao nhưng bọn họ đối đãi với lục bạch lại hà khắc tới tàn nhẫn sau đó lại bại lộ lịch sử trò chuyện của fan cùng ngày trước khi bắt đầu thi đấu, hóa ra bọn họ chính là cố ý, trước tiên đã bàn bạc tốt, mục đích là để lục bạch nhục nhã. Đờ tê mẹ, cái đám fan này không phải là điên cuồng nữa rồi, mà mẹ nó là một đám tà đạo. Tôi tò mò có phải lục bạch sống tốt sẽ cướp miếng cơm nhà bọn họ hay không, chứ sao đám trẻ châu kia cứ phải liều mạng bám lấy lục bạch không bỏ vậy. Khẳng định còn có từ duệ ở sau lưng tác động, mọi người xem lục bạch lúc trước đến lời nói cũng không dám nói tùy tiện chắc chắn có liên quan nhưng bôi đen một cách ngốc nghếch như vậy khả năng thời điểm cha mẹ sinh ra quên không sinh cả não cho bọn hắn một hồi oanh động toàn võng thi nhau kháng nghị từ khóa thăng em yêu xin lỗi lục bạch thăng cũng cùng nhau lên hot search đáng tiếc chính là con người chính là như vậy thời điểm chửi đồng đều cảm thấy bản thân mình chính là anh hùng khoác áo giáp sắt thời điểm nhận sai lại như là ốc sên giấu mặt ở sau màn hình đổi tên tài khoản mới liền coi như không có chuyện gì xảy ra quả thực chính là chuyện cười khiến người ta không nỡ nhìn thẳng sầm khê nghiễm vừa lúc ở công ty phó chiêu liền cùng anh nói chuyện này nói xong sự tình hắn muốn trước tiên báo cho phó chiêu một tiếng tháng sau hắn có một bộ phim muốn bắt đầu quay là phim song nam chủ trong đó một vai đã định là sầm khê nghiễm đóng một vai khác còn chưa có chọn được người đạo diễn vẫn luôn không tìm được diễn viên thích hợp sầm khê nghiễm tính toán tiến cử lục bạch đi thử vai bất quá nhân vật kia ngoại hình bên ngoài còn có yêu cầu nếu lục bạch tính toán tiếp nhận vai diễn này như vậy từ giờ trở đi phải sớm an bài cho cậu em ấy hẳn là sẽ nhận anh trực tiếp đi tìm người đại diện của em ấy nói không phải được rồi sao sầm khê nghiễm nhịn không được cười người đại diện khi nhận công tác cho em ấy không phải cũng cần được em xét duyệt mới có thể bắt đầu an bài hay sao hả ai mà không biết em bảo vệ em ấy vô cùng mấy tài nguyên lung tung rối loạn căn bản không dám đem tới trước mặt em ấy phó chiêu lắc đầu em sẽ không ngăn cản ý tưởng của em ấy chỉ cần em ấy nguyện ý là được Sầm Khê Nghiễm không thèm cãi cọ, hai người nói xong, liền thuận thế mở điện thoại lên lướt Weibo, thời điểm nhìn thấy từ khóa mới nhảy lên hot search trên Weibo, Sầm Khê Nghiễm sừng sốt một chút, tiếp theo cười lạnh nói, những người này vẫn là giống y như nhau, sau khi thương tổn người khác, liền không khác gì rùa đen rụt đầu. Phó Chiêu lại không kinh ngạc, rất bình thường, đại đa số mọi người đều không muốn bỏ đi dáng vẻ chính nghĩa của mình, mặc dù là sai, nhưng dựa vào sự thiện lương của người khác, liền không cần xin lỗi sầm khê nhiễm thở dài may mắn là lục bạch cũng không cần mấy thứ này phó chiêu nhìn nhìn thời gian chuẩn bị đưa sầm khê nhiễm ra cửa tí nữa em có việc à vâng lục bạch kêu em đi đón em ấy nghĩ đến tin nhắn lục bạch gửi lúc trước trong mắt phó chiêu cũng nhiều thêm ý cười lục bạch so với trước kia càng thêm tín nhiệm anh đây là một chuyện tốt huống chi lục bạch nguyện ý để anh đi nơi đó đón cậu cũng đại biểu cho việc lục bạch đã có thể vứt bỏ quá khứ nỗ lực đi về phía trước đây là sự tình tốt nhất mà gần đây anh nghe được vì thế, sau khi tiễn sầm khê nghiễm rời đi, phó chiêu lái xe xuất phát, trên đường, anh ở cửa hàng bán hoa bên cạnh mua một bó bách hợp màu trắng, đặt ở trên ghế phụ rồi tiếp tục chạy xe. Hai giờ sau, xe của phó chiêu dừng lại ở trước cửa nghĩa trang tư nhân, anh cầm theo hoa đi vào đường nhỏ, ở cuối đường nhỏ, lục bạch đang chuyên tâm lau một cái bia mộ. Từ góc độ của phó chiêu nhìn lại, 19 bia mộ chỉnh chỉnh tề tề, mà những cái đó là các thiếu niên vô tội bị đánh số khi còn sống, rốt cuộc sau khi chết cũng tìm về lại được tên họ của mình. Lục Bạch nghe thấy tiếng động, đứng lên quay đầu nhìn về phía Phó Chiêu. Tới rồi, ừm, Phó Chiêu đi đến bên người Lục Bạch, đem hoa đặt ở trước bia mộ, anh tới đón em trở về. Lục Bạch gật gật đầu, đem đồ đạc trà lau bia mộ thu thập cẩn thận, sau đó cùng Phó Chiêu xuống núi. Trên đường xuống núi, Phó Chiêu và Lục Bạch nói về tình huống huấn luyện hiện tại của năm nghệ sĩ mà cậu đã an bài lúc trước, sau đó lại nói đến việc sầm khê nghiễm muốn mời cậu tham gia thử vai cho bộ phim mà hắn đóng. Lục Bạch nghe vô cùng cẩn thận, trả lời cũng nghiêm túc. Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện xuống núi, còn về phần những phân tranh ở trên mạng, còn có từ duệ bị phán tử hình, từ đầu đến cuối đều không một lần xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa hai người. Hệ thống, các ngươi như này là đang lảng tránh sao? Lục Bạch cười, không, là bởi vì thật sự không để bụng cả đời của người này tổng hội trải qua khá nhiều sóng to gió lớn lục bạch niên thiếu nhấp nhô trải qua một lần như vậy đã thương gân động cốt hiện tại có thể hướng tới ánh sáng vậy thì cũng không cần nhớ lại hồi ức trong quá khứ chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo tiến về phía trước là tốt rồi còn về từ duệ cũng được dịch văn trác cũng thế bao gồm cả những người đã từng thương tổn cậu cũng đã theo cái chết của từ duệ công ty của từ duệ hủy diệt mà hoàn toàn chôn vùi từ nay về sau con đường thần tượng của lục bạch đã chú định là một con đường bình thản cậu đã chú định là một ngôi sao trời tỏa sáng nhất trong giới giải trí mặc dù nổi lên chậm mấy năm cũng vẫn lộng lẫy như cũ thả ánh sáng đầy trời một năm sau sầm khê nghiễm và lục bạch hợp tác đóng phim điện ảnh doanh thu phòng vé tăng nhanh từ trước đến nay chưa từng thấy nhảy lên trở thành phim điện ảnh có doanh thu phòng vé bán chạy nhất trung quốc Cùng năm đó, Lục Bạch được đề danh ảnh đế, trở thành người lần đầu tiên đề danh liền lấy được giải thưởng, lại lần nữa chứng minh tài hoa của Lục Bạch. Mà đồng dạng một năm này, năm nghệ sĩ mà phòng làm việc của Lục Bạch ký hợp đồng rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng, mặc dù trên lưng bọn họ vẫn còn đeo theo quá khứ, thường xuyên tiếp thu ánh mắt khác thường của người qua đường, nhưng trải qua những chuyện ngoài ý muốn như vậy, ở trên người bọn họ lắng động lại đặc tính càng thêm trầm ổn, cũng làm cho tác phẩm của bọn họ trở nên càng thêm tinh tế, trình tự phong phú. Những người bị hại trong án kiện từ duệ năm đó, còn sống, rốt cuộc cũng dần dần đứng lên. Hai năm sau, tam kim ảnh đế tới tay lục bạch, so với 300 triệu đánh cuộc với phó chiêu càng là hoàn thành vượt mức. Đứng ở trên đài trao giải, cậu lần đầu tiên chủ động nói ra lời cảm ơn với Phó Chiêu, cảm ơn những người đã từng trợ giúp tôi, đặc biệt là Phó Tiên Sinh, anh ấy ở thời điểm tôi khó khăn nhất, cầm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi thống khổ trầm luân màn hình lớn đều phóng đại mỗi một chi tiết trên người Lục Bạch có người phát hiện, chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lục Bạch từ 3 năm trước, vẫn luôn không có tháo xuống. Có người suy đoán, Lục Bạch và Phó Chiêu sắp có chuyện tốt, nhưng Phó Chiêu lại ngửi được hương vị của điểm xấu. Quả nhiên, buổi tối sau khi lễ trao giải kết thúc, Lục Bạch ở tiệc khánh công đột nhiên té xỉu. Thời điểm đưa đi bệnh viện, suy tim nghiêm trọng, đã không có thuốc chữa. Phó Chiêu canh giữ ở bên người Lục Bạch cố nén không có đau khóc thành tiếng lục bạch chống lại một hơi an ủi phó chiêu thân thể của em thời điểm gặp anh cũng đã không cứu được rồi chống đỡ lâu như vậy cũng chỉ là đánh cuộc một hơi muốn đem đồ vật đã mất đi của mình lấy về lại mà thôi đừng khổ sở về sau lục bạch muốn bảo phó chiêu tìm một người để sau này lo lắng cho sinh hoạt của anh đừng cứ mãi nhớ nhung về cậu nhưng lời nói đã tới bên miệng cậu lại nói không ra mà hành động của phó chiêu lại càng làm cậu khiếp sợ phó chiêu sau giây phút ngơ ngẩn ngắn ngủi thế nhưng cúi đầu ở trên trán lục bạch đặt xuống một cái hôn nhẹ nhàng anh phó chiêu nắm lấy tay lục bạch ở bên tai cậu nói hai chữ chờ anh trong lòng lục bạch khẽ run một cái đột nhiên cảm thấy hai chữ này ý vị thâm trường chẳng lẽ phó chiêu muốn chết cùng cậu lục bạch vội vàng đi xem thần sắc của phó chiêu lại đối diện với ánh nhìn tràn đầy ôn nhu của anh thế giới tiếp theo chờ anh phó chiêu dùng khẩu hình không tiếng động nói ra những lời này lục bạch phân biệt không rõ ràng lắm anh là muốn cùng mình hứa nguyện kiếp sau hay là muốn biểu đạt nói anh sẽ đi theo mình cùng tới thế giới tiếp theo nhưng thời gian dừng lại ở thế giới này của lục bạch đã hết nháy mắt linh hồn bị hệ thống hút đi trở lại không gian chủ thần trong não bộ truyền đến lời nhắc nhở của hệ thống chúc mừng ký chủ nhiệm vụ thế giới thứ hai hoàn thành cấp bậc hoàn thành sss độ vừa ý của người hứa nguyện sss lục bạch cũng không để ý cái này mà là bừng tỉnh dò hỏi hệ thống phó chiêu mới vừa nói là có ý tứ gì anh ấy và hạ cẩm thiên ở thế giới thứ nhất có phải là cùng một người hay không hệ thống cũng ngây ngốc kiểm tra vài lần lại tìm không ra được đáp án lục bạch cũng thấy nó không có cách nào trả lời nhưng hạt giống nghi hoặc đã gieo xuống tâm trí chỉ sợ chỉ có tới thế giới sau mới có thể xác minh đi thôi mở ra thế giới tiếp theo lục bạch cũng không muốn nghỉ ngơi cậu nóng lòng muốn biết phỏng đoán của mình liệu có chính xác hay không Hệ thống cũng không chậm trễ, lập tức mở ra truyền tống. Không gian lại một lần nữa bắt đầu thay đổi, nhưng mà lần này, thời điểm lục bạch mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở trong một con ngõ nhỏ dơ giấy bẩn thỉu. Thùng rác cách đó không xa tản mát ra mùi vị hôi thối dày đặc, cậu cúi đầu nhìn quần áo của chính mình, vừa dơ vừa cũ nát, so với ăn xin cũng không khác biệt lắm. Mà cách đó không xa có một đám thiếu niên đang vây quang gào khóc, trong đó có một người ôm một vị lão nhân, cơ hồ muốn khóc đến ngất xỉu sẽ ra mạng người cần thiết phải lập tức cấp cứu trong não bộ lục bạch xuất hiện bản năng phán đoán cậu đột nhiên phát hiện thân thể này của mình tựa hồ là một bác sĩ đối với người bệnh cùng sắp mất đi sinh mệnh cũng không có cách nào chống lại bản năng muốn đi cứu người vì thế lục bạch từ trên mặt đất bò dậy lảo đảo đi tới chỗ lão nhân để tôi nhìn xem lục bạch muốn đẩy ra thiếu niên vây quanh lão nhân lúc trước lại bị một thiếu niên khác đẩy ngã trên mặt đất Cút, mày chính là kẻ điên, nếu không phải mày nói có thể chạy ra ngoài, ông nội tao cũng sẽ không có chuyện này. Mày chính là đồ phế vật, ở bệnh viện cũng chỉ biết đi theo phía sau chúng tao hưởng thụ che chở, chạy trốn cũng vậy, không có bất cứ tác dụng gì. Nếu không phải tin tức tố của mày bị những alpha đó phát hiện, chúng tao đều là beta, làm sao có thể bị bắt được. Tao cảnh cáo mày lục bạch, nếu ông nội của tao chết, tao sẽ khiến cho mày phải đền mạng lục bạch bị thiếu niên hung hăng bóp cổ chỗ sau cổ phảng phất như có một khối da phá lệ yếu ớt ngón tay của thiếu niên hãm sâu trong đó mang đến đau đớn tê tâm liệt phế cho dù là lục bạch cũng nhịn không được kêu rên ra tiếng cùng lúc đó lục bạch rốt cuộc cũng thấy rõ ràng quần áo mặc trên người bọn họ là trang phục bệnh nhân túi trên ngực trái mơ hồ viết tên bệnh viện bệnh viện tâm thần thứ sáu mà hệ thống trong não bộ lục bạch cũng đúng lúc đem tên tiểu thuyết của thế giới này cung cấp ra tới, lục bạch vô cùng hoài nghi, những tiểu thuyết kia có phải đều là cùng một tác giả viết ra hay không, bởi vì tên của tiểu thuyết đều đặc biệt dài, mà tên của thế giới này là dấu bé dấu bé sau 2 năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của ta kết hôn rồi dấu lớn dấu lớn, hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.